Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ ví màu bộ ví màu xanh nhá. Có lên cho em là ví xanh. Thì con này là 100 cành. Đấy, trước em đang bán là 150.000 đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn 100 cành thôi. Bộ sản phẩm thì nguyên các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho bác là bốn cái bấm móng này, 1 2 này, 3 này và cái bấm to này là 4 này. Rồi có nạo gót chân này, rồi đầy đủ các bác luôn, nặn mụn rồi cắt da chết rồi bộ làm móng, làm vệ sinh móng chân móng tay đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho một cái bộ ví màu xanh như này nhá. Các bác lên cho em là ví xanh, giá sẽ là 100.000, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác lựa chọn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá tri ân cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp em đó là ví xanh nhá, ví xanh giá sẽ là 100.000 nhá, ví xanh giá của nó sẽ là 100k trong cái bộ ví xanh như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bàn là hơi nước mini nhá, hàng thương hiệu Socani này, bàn là hơi nước mini. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một con bàn là như này. Đấy, một con bàn là như này. Đây, cái phần này là các bác cho hơi nước vào đây, cho nước vào đây cho em này, cái phần nắp này, phần quai này cho nước vào đây cho em, sau đó thì đậy cái gioăng này lại này. Đấy, các bác có thể dùng để mang đi du lịch, nó rất là tiện này. Đấy, đậy cái gioăng này lại cho em đó, cái gioăng này nó rất là khít luôn, đậy lại này. Đấy, đậy lại rất là khít luôn, khi các bác nhấp nước thì ở đây cho em. Đấy, phần này của nó bằng gang nhá, bằng gang rất là dày luôn, nó rất là dày và nóng cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, và có điều chỉnh nhá, hàng mini nhưng mà đầy đủ các chi tiết cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá, 135.000 cho một con bàn là hơi nước mini như này. Con này rất là tiện luôn, các bác có thể dùng để mình đi mang đi du lịch này. Đấy, hoặc là đi công tác này, hoặc là các bác dùng ở trong cơ quan này, hoặc là các bác dùng ở nhà, dùng ở đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Đấy, nó rất là tiện ích, nhỏ gọn tiện dụng và nóng thì rất là nhanh luôn và rất là hợp lý để cho các bác mang đi du lịch, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, để là quần áo này, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, chiều rộng trên 10 cm. Lên cho em là bàn là hơi nước mini nhá, bàn là hơi nước mini giá sẽ là 135k nhá, 135k cho con bàn là hơi nước mini như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác kia chổi lau bàn bếp nhá. Lên mã giúp cho em đó là chổi lau bàn bếp. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái chổi lau như này và một cái miếng mút này, một cái miếng mút như này, về nhà các bác lắp vào cho em. Thì con này các bác vừa vệ sinh bàn bếp ga này, lau bàn, lau ghế này đều được hết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần là sập vào cho em là xong này. Đấy, sập cái lẫy này vào. Đấy, các bác sập cái lẫy này cho em này. Đấy, đây nó có cái lẫy này, các bác kéo sập vào này là xong, đó là mình sử dụng thôi. Khi mình kéo này, đấy, kéo này thì nó sẽ ép vào này. Đấy, khi mình đẩy thì nó sẽ mở ra và các bác dùng để mình vệ sinh lau bàn, lau ghế rồi lau tủ bếp, thì biết rằng nói chung là rất là ok đây. Đấy, các bác lắp đúng lẫy cho em là nó sẽ sập vào thôi. Đây, lắp cái này đúng lẫy cho em này. Đấy, đây nha, lắp cái này nó có cái lẫy này, các bác kéo nó vào này. Đấy, cái này các bác kéo nó vào cho em. Đấy, các bác ấn mạnh xuống này, ấn mạnh không cho sập lẫy vào, xong kéo vào cho em là xong nhá. Đó, cái này thì nó rất là tiện để các bác mình sử dụng vào trong cái đây. Đấy. Đấy, sử dụng trong cái bàn bếp nhà mình rất là ok nhá, và nó tự vắt luôn. Đấy, các bác lau xong nó sẽ tự vắt thế này, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi, 40k. Lên mã giúp cho em đó là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Bàn bếp giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái khóa dây các bác nhá, khóa dây số này, khóa số dây thì ở đây nó sẽ là một cái dòng khóa số như này và đường kính của nó khoảng 20 cm, thì các bác có thể dùng để mình khóa xe, khóa cổng, khóa cửa đều ok hết. Mật khẩu thì bên shop luôn luôn để mặc định là dây số 0 nhá. Còn khi các bác thay đổi mật khẩu thì xoay cho em cái lẫy này theo chiều mũi tên này. Đây nó có cái chiều mũi tên này, xoay theo chiều mũi tên, sau đó thì ví dụ các bác đổi là 1234 này, em đổi là dãy số 1 này, sau đó em xoay ngược trở lại này, thì mật khẩu mới của em bây giờ sẽ là dãy số 1 nhá. Bây giờ em chỉ cần chuyển sang một số 0 là không mở được rồi. Đó, nó rất là đơn giản thôi các bác nhá. Đó. Và khi thay đổi mật khẩu thì các bác lại xoay đi như này cho em theo chiều kim đồng hồ và em lại để lại về dãy số 0 nhá. Sau đó thì em xoay ngược trở lại như này thì mật khẩu vẫn là mặc định là dãy số 0 cho em. Tất cả hàng bên em gửi đi cho các bác đều đã là mật khẩu chuẩn nhá, mật khẩu chuẩn. Còn về nhà các bác thay đổi nào tùy các bác thay đổi làm mất mật khẩu cái đấy bên em không chịu trách nhiệm đâu. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khóa số dây nhá. Lên cho em là khóa dây là được rồi. Khóa dây bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 80k trong con khóa dây như này nhá. Giá chỉ có 80.000 một chiếc khóa dây như này thôi. Rất tiện luôn, khóa xe, khóa cổng, khóa cửa rất tiện ích. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM, hàng của thương hiệu Nokia. Con này thì nó sẽ là dòng 2 SIM nhá. Dùng nó rất là tiện, các bác dùng để mình gọi là sử dụng khi mà mình liên lạc này. Đấy, liên lạc rất là tiện luôn. Bao gồm cho các bác là 2 SIM như này. Đấy, 2 SIM như này và có kèm cho các bác là
pin và củ sạc luôn, pin củ sạc hàng của thương hiệu Nokia này. Đấy, Nokia chính hãng luôn. Còn điện thoại hai sim như này thì cái shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000, pin đầy đủ luôn, pin rồi cáp sạc các thứ, đốc sạc các thứ đầy đủ cho các bác luôn, giá chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại hai sim nhá, điện thoại hai sim giá sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Một con điện thoại Nokia như này rất chất lượng hai sim, giá chỉ có 230.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện vàng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện vàng này. Đấy, đây nó sẽ là một con ổ điện vàng như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con ổ điện vàng như này, giá của nó sẽ là 45.000, hàng chống va đập nhá, hàng nội địa của Nhật chống va đập cho các bác luôn, 16A 250V các bác này, 16A 250V. Đấy, giá thì sẽ là 45k nhá. Lên cho em là ổ điện vàng, giá sẽ là 45k. 45k cho một con ổ điện vàng như này nhá. Ổ điện vàng giá sẽ là 45.000. Đấy, dây của nó bằng đồng hết, về nhà các bác chỉ cần xoáy ra bắt ốc, bắt dây vào cho em là xong. Xoáy ốc bắt dây vào ổ điện vàng. Tiếp theo thì em về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia tô vít đen nhá. Các bác lên cho em là vít đen trợ lực. Đấy, đây nó sẽ là một con tô vít đen như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít này, một đầu tô vít trợ lực như này và 2 này, 4 này, 6 đầu vít, 6 vít với 12 đầu khác nhau nhá. Đấy, dẹt tròn ba khe mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Hoa thị đầy đủ nhá. Các bác chỉ cần lắp vào này cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, ấn cái lay này xuống lắp vào này. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều đầy đủ nhá, và có tăng giảm dài ngắn như này rất là tiện. Đấy, nó sẽ là một dòng vít trợ lực thép CRV nhá, cực kỳ ngon lành cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái chi tiết như này. Đấy, một bộ bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đầy đủ to nhỏ lớn bé ba khe lục giác đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái bộ tô vít đen như này thép CRV. Đấy, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tô vít đen nhá. Đấy, vít đen trợ lực, lên cho em là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực này. Vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Hàng này các bác nên mua, dùng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì sẽ là không kèm ga nhá, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đó. Khi các bác bật lên thì là nó sẽ có đèn sáng như này. Đồng hồ chạy bình thường nhá. Đồng hồ chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường cho em luôn. Và cái giá thì đây, đồng hồ chạy này. Đó, cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ này, rất là đẹp luôn, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Cái này chưa có ga đâu. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Đấy, tự bơm ga này. Tự bơm ga. Đấy, lên cho em là bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100k nhá. 100.000 một chiếc. 100.000 một chiếc bật lửa đồng hồ như này. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Tiếp theo em lên cho bác đó là cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini thì đây nó sẽ là một con bếp ga như này. Đấy, và dòng này là sẽ là bếp ga mini. Các bác dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt rồi đi đâu cũng được, rất là hợp lý luôn. Đấy, đi công tác, đi học, đi hành, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 trong con bếp ga mini này thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vừa hết mọi loại bếp ga luôn, rất là tiện ích nhá. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đánh lửa tự động này. Các bác có thể mang đi câu, đi kẹo này hoặc là đi du lịch này, rất là chắc chắn luôn, trông này rất chắc chắn luôn, các bác đặt nồi to lên đun thoải mái luôn nhá, rất là dày dẫn chắc chắn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác giá rất hợp lý luôn. Một cái con bếp ga mini như này giá chỉ có 100 cành thôi. Đấy, giá sẽ là 100.000 cho một con bếp ga mini như này. Các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng đa di năng được luôn. Đấy, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đi du lịch đây. Đặt xong nồi lên rất là cân đối, đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá. Giá sẽ là 100k, 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là Long Biên Hắc Lào nhá. Long Biên Hắc Lào. Giá thì chỉ có 25.000. 25.000 trong tiếp này thôi. Hàng nội địa của Nhật, cái này thì bên em bán siêu nhiều rồi, siêu nhiều rồi nhá. Đấy, chuyên trị Long Biên Hắc Lào rất là tốt luôn. Bác nào chuyên bị Long Biên Hắc Lào nấm ngứa, đấy, tổ đỉa sừng bơi hết vào đây cho em. Đấy, con này thì siêu nhạy luôn. Đấy, bôi vào thì rất là mát và dễ chịu và trị rất là tốt luôn nhá. Trị rất là tốt luôn, các bác dùng cho em là từ 2 đến 3 tip này là khỏi luôn. Hàng nội địa của Nhật nhá, dùng cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, đầy đủ hàng thương hiệu, dùng thì cực kỳ là nhạy luôn. Long Biên Hắc Lào nấm ngứa. Đấy, kẽ tay kẽ chân các bác bôi hết vào đây cho em. Đấy, bôi hết vào đây mình sử dụng luôn, giá sẽ là 25k. Lên cho em là Long Biên Hắc Lào nhá, giá sẽ là 25.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia đũa inox của thằng Đức này, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá, Winling của Đức. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ như này. 55.000 cho một vỉ đũa như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là hàng Su 304 thương hiệu Winling hay người của Đức này.
Đấy, bao gồm cho các bác đầu thì có đánh nhám chống dính nhá, kích thước vừa phải dùng cho người Việt Nam mình là rất là ok luôn. Gắp thì cực kỳ là đầm, dễ gắp và ngon luôn nhá. Đó. Và bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Đấy, chống nấm mốc cực kỳ là tốt nhá. Dùng thì cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 55k thôi. Các bác lên mã giúp chị em đó là đũa inox nhá, đũa inox. Đấy, đũa inox giá sẽ là 55k trên một vỉ như này. 55.000 trên một vỉ 5 đôi nhá, 1 2 3 4 5 đôi. Tính ra vào chỉ có 10.000 thôi, chưa đến hơn 10.000 một chút thôi các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mẫu hàng để em lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Các bác cứ xem mua đủ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, nó cũng rất là đơn giản, không có cái gì là khó khăn cả các bác nhá. Rất đơn giản thôi. Cứ từ 200.000 trở lên là bên em bao ship rồi. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái khay dao đĩa nha các bác nhá. Đấy, khay dao đũa. Đấy. Thì con này giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000. 160.000 hàng bằng inox nhá. Bên ngoài thì inox này, bên trong thì bằng nhựa này, và nó có cả một cái khay để hứng hứng cái nước xuống như này các bác nhá. Đấy, và rất là tiện luôn. Đấy, thì các bác có thể là dùng lâu thì mình chỉ cần nghiêng như này thôi là nó sẽ chảy ra. Đấy, nó có phần thoát nước đây. Lên cho em là giá dắt dao đũa nhá, giá dắt dao đũa. Đấy, khay dắt dao đũa, giá của nó sẽ là 160.000. Ở đây thì nó sẽ dắt được là 1 2 này, 3 4 này. Đấy. 1 2 3 4 bốn con dao này, một kia liếc và một kia kéo này, bốn dao một liếc một kéo đấy. Hàng này như trên hình như này các bác này, như trên hình như này các bác nhá. Đấy. Các bác dắt dao này, dắt kéo rồi dắt đũa bát đều được hết nhá. Kích thước của nó thì sẽ là 20 nhân với 20 nhân với lại đây, 196 nhân 118 nhân với lại 201 các bác này. Đấy. Lên cho em là giá dắt dao đũa nhá. Đấy, giá. Các bác lên cho em là hộp dao đũa nhá, 160.000 à. Hộp dao đũa nhá, hộp dao đũa, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho một cái hộp dao đũa như này. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Hàng inox 304, dày dẫn sáng bóng đẹp và rất là tiện dụng luôn nhá. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho hộp dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay nhá. Giá sẽ là 100.000. Con này thì nó sẽ có tấm pin sạc năng lượng mặt trời này, có kèm cho các bác là một cái dây cáp sạc như này. Đó, dây kèm dây cáp sạc và có cả đầu sạc ra luôn nhá, có báo pin này qua này. Đấy, có báo pin. Đây có báo pin sáng như này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này. Đấy, một cái đèn led như này và một cái pha dọa như này các bác nhá. Đấy, rất là đa chức năng luôn. Và có tấm pin năng lượng mặt trời này thì rất là tiện các bác, khi mà mình mất điện thì mình có thể sử dụng phơi ra ánh nắng để cho nó sạc pin, rất tiện ích luôn. Đó, bật lên thì sẽ có đèn cầu lồi này. Đấy, nhấp nháy cảnh báo này và hai cái đèn led hai bên này. Và tiếp theo là một con pha dọi này, con này cũng rất là dọi luôn nhá, rất dọi, rất là sáng luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho một con đèn cầm tay như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay, giá sẽ là 100.000 nhá. Con này thì rất tiện ích luôn. Đó, lên cho em là đèn cầm tay này, đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay, giá sẽ là 100k một chiếc nhá, 100k. Đó, 100k cho con đèn cầm tay như này. Tiếp theo thì bên shop lề về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ sen quạt tăng áp nhá. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một sen và một dây như này. Đấy, một sen và một dây như này. Bộ sản phẩm thì bao gồm cả sen cả dây luôn và có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt và có đóng ngắt trên tay nhá. Có đóng ngắt trên tay như này và có điều chỉnh cả to nhỏ cả đóng ngắt trên tay được luôn, cho nên nó rất là tiện. Các bác có thể đóng ngắt trực tiếp ở đây rất và có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, và giá thì con này dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Con này bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp em đó là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, cả sen cả vòi cả dây luôn. Đấy, cái này thì không có giá đỡ nhá. Lên cho em là sen quạt tăng áp. Sen quạt tăng áp này, sen quạt tăng áp nhá. Tăng áp cái này thì không có giá đỡ. Không giá đỡ nhá. Đấy, không có giá đỡ đâu. Giá sẽ là không có giá đỡ nhá. Giá sẽ là 100 cành tròn nhá. 100k cho cái sen quạt tăng áp này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn pin hai đầu đây. Đấy. Con này thì cũng bao gồm cho các bác là một cáp sạc như này này và một con đèn pin hai đầu như này. Hai đầu này thì có bọc cao su chống trơn trượt nhá, hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này, hàng polish này, made in Japan, độ rọi xa từ 800 đến 1200 m. Con này em đã có cái video test rồi. Đây là một cái đèn pha gần nhá. Đấy, và có nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, và tiếp theo là một cái đèn pha xa này. Đấy, con này thì rất là rọi luôn này các bác này. Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy, pha của nó ban ngày mà nó còn rọi như này các bác biết rồi.
Đấy, em nó có cái video test rồi các bác nhá. Đấy rất là giỏi luôn. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, đây nó có thêm cái đèn led bên hông này nữa để các bác có thể để trực tiếp để mình sử dụng. Giá sẽ là 260.000 cho một con đèn hai đầu như này. 260.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu giá sẽ là 260k bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chống giật. Em lên cho bác cái ấm siêu tốc của Đức trước này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là bằng thủy tinh cường lực nhá. Đấy, và đây nó sẽ có cho các bác là một cái lưới lọc như này để các bác có thể đun các loại đồ uống này, ví dụ như trà hoặc là cà phê hoặc pha các loại này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, sử dụng điện 220V này. Đấy, công suất là 2000W, điện 220V, dung tích là 1.8L bằng thủy tinh. Các bác đun xong là mình bê ra là mình uống được luôn, chứ không cần phải cầu kỳ nữa. Đấy, đun xong là bê ra coi như nó là một cái bình uống nước bình thường luôn, bình đựng nước uống bình thường. Đấy, công tắc tắt bật ở đây rất là tiện luôn. Đó, nắp mở ở đây các bác này. Đấy, con này thì rất là ngon luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc Đức. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 290.000 cho một cái con ấm siêu tốc Đức như này. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, siêu tốc Đức. Giá sẽ là 290k. 290k cho một con ấm siêu tốc Đức nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mùa đông đến nơi rồi. Và cái này thì nó rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng ấy. Đấy, đặc biệt là mùa đông nhá. Mùa đông khi mà các bác sử dụng cái thời tiết mà nó bị gọi là nồm ẩm, và các bác hay sử dụng cái bình nóng lạnh nhá, thì các bác dùng cái con chống giật bình nóng lạnh này cho em. Các bác xoáy cái đầu vòi của bình nóng lạnh qua và cho con này truyền qua thì nó sẽ công dụng của nó là ngắt điện cực kỳ là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40k cho một chiếc nha, và các bác mua cả đôi luôn. Đấy, lên cho em là chống giật bình nóng lạnh nhá. Chống giật này. Chống giật bình nóng lạnh này, chống giật bình nóng lạnh, bình nóng lạnh giá sẽ là 40k trên một chiếc nhá. 40.000 cho một con chống giật bình nóng lạnh như này. Rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem các bác này. Xảy ra nếu do dị điện từ bình nóng lạnh, đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Đấy, nó rất là an toàn luôn nha. Về nhà các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đấy, kết nối rất là ngon luôn. Chống điện giật bình nóng lạnh. Đấy. Bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dị điện từ bình nóng lạnh. Đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Cái này thì các bác không thể tiết kiệm tiền được đâu. Nó rất là an toàn và hữu ích luôn. Giá thì chỉ có 40k trong một chiếc này thôi. Các bác mua cho em một đôi như này là xong. Đấy, đầu kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá, và bên trong là bằng sứ để cách điện các thứ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k trong một chiếc này, mua cho em một đôi là xong. Lên cho em là chống giật bình nóng lạnh, chuyên dành cho bình nóng lạnh các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm tẩu ô tô nhá. Con này thì là bơm tẩu ô tô, giá sẽ là 180.000, hàng của thương hiệu Toyota. Và cái này các bác chuyên dùng để mình bơm cho ô tô thôi nhá, còn các loại khác là không dùng được đâu, tại vì nó cắm bằng tẩu mà. Con này thì nó sẽ bơm được tổng của nó là 6kg nhá. 6kg thì các bác bơm ô tô là thoải mái luôn. Công tắc tắt bật này các bác này. Đấy, rất là tiện luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu cấp hơi này. Đấy, đầu cấp hơi như này. Và đây nó sẽ là một cái đầu tẩu như này nhá. Đầu tẩu này về nhà các bác cắm vào cái tẩu ô tô của mình thôi. Rất là tiện. Đầu cấp hơi đây, đầu dây cấp hơi. Và dây tẩu thì dài khoảng 2 đến 3 mét, đủ các bác kéo ra bánh đằng sau nhá. Hàng của thương hiệu Toyota này, Toyota. Cái này thì các bác có xe con thì các bác mới dùng được nhá. Có xe ô tô con hoặc ô tô tải thì các bác mới dùng, còn là bình thường thì các bác không nên mua, tại vì là nhà các bác không có ô tô thì không nên mua nhá. Cái này nó chuyên dùng cho ô tô thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Giá chỉ có 180.000 thôi. Bơm tẩu ô tô này, tẩu ô tô. Giá sẽ là 180k cho con bơm tẩu ô tô này nhá. 180.000. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão có quạt các bác nhá. Đấy, lên thêm là đèn bão có quạt. Đấy, thì tên bên em gọi nó là đèn bão và nó có thêm cả cái quạt điện luôn. Có cả quạt mát luôn. Nên là lên các bác lên thêm là đèn bão có quạt nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, đây, đèn nó lên này. Đấy, nó tự sạc các bác nhá. Đây. Khi em che đi thì là nó sẽ tối này. Bỏ sáng ra là cái đèn nó lên, tức là nó đang tự sạc này. Có một con quạt mát này. Các bác thấy không? Đó, quạt gió rất là mạnh luôn. Có thể lật lên như này. Đấy, lật lên như này. Gió mạnh ù luôn các bác nhá. Đấy, rất là mạnh luôn. Và đây thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái đèn sáng nữa nhá. Đấy, đèn sáng nữa này. Đấy, kéo lên thì sẽ là đèn sáng như này. Thì con này rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng trong các cái công việc sinh hoạt hàng ngày, rất là tiện ích. Đó. Và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này nhá. Một cái cáp sạc sẵn luôn.
Đấy, về nhà chỉ việc cắm vào điện 220 thôi, không cần phải dùng củ sạc nữa, lằng ngoằng mất thời gian. Đó, rất tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn bão nhá, đèn bão. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đó, đèn bão có quạt này. Đèn bão có quạt nhá, đèn bão có quạt. Giá sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 tròn cho con đèn bão có quạt thế này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa nhá. Đấy, bộ 5 đĩa như này. Bộ 5 đĩa như này các nhá. Bộ 5 đĩa tròn giá sẽ là 120 à. Con này thì cái đường kính cái chiều rộng nhất của nó là vào khoảng 24 cm nhá. Đấy. Vào khoảng 24 cm. Và một bộ này thì có nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đĩa. Hàng thì nó sẽ là hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy. Rất dày dẫn và đẹp cho các bác luôn. 5 đĩa như này các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn 120 à? 120k cho một cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đấy. Thì cái con to nhất khoảng 24 cm và con nhỏ nhất thì khoảng bật anh như quạt. Vào khoảng là 13 cm nhá. Đấy, 13 cm như này. Đấy, 5 đĩa dày dẫn chắc chắn và rất là đẹp luôn các bác. Sáng bóng sạch sẽ nhá. Các bác có thể dùng đựng thực phẩm, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví màu hồng nhá. Đây nó sẽ là một con ví màu hồng như này. Đấy, các bác có thể mua về để mình sử dụng trực tiếp trong các cái sinh hoạt hàng ngày như vệ sinh móng chân, móng tay, rồi là nặn mụn, rồi nói chung là cắt da thừa thứ này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là 3 cái bấm móng này, một cái kéo cắt tỉa lông mũi này, một cái nhíp này, một cái kìm cắt da chết này và cái bộ sản phẩm như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá, đầy đủ các chi tiết như này và giá chỉ có 60k cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Nguyên cho các bác là 3 cái bấm móng rồi. 3 cái bấm móng này các bác đi ra ngoài mua đã phải mất 50-60.000 rồi cho 3 cái bấm móng như này. Bình thường là phải mất 50-60.000 rồi, 20.000 cái bấm móng. Thế mà đây các bác mua cả bộ như này, giá cũng chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng nhá. Ví hồng giá sẽ là 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chắn gió bếp ga nhá. Con này thì rất tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là chắn gió bếp ga. Chắn gió bếp ga giá thì chỉ có 25.000 thôi. Chắn gió bếp ga giá sẽ là 25k một chiếc. Các loại bếp ga to, bếp ga nhỏ đều vừa hết. Các bác chỉ cần là đặt vào cho em. Đó, xoay đi và đặt vào. Thì khi mà các bác đun nấu thì gió nó không tạt và nó giữ nhiệt rất là tốt luôn. Giữ nhiệt rất là tốt. Thì các bác dùng nó rất là hữu ích. Và giá thì rất hợp lý, chỉ có 25.000 cho một chiếc chắn gió bếp ga này thôi. Con này thì giá khá hợp lý rồi các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là đặt vào cho em là xong. Đó, thì khi mà các bác đun nấu thì cái lượng gió nó không bị tạt vào và nó không làm mất cái độ nóng của bếp đi các bác nhá. Thì khi mình chiên rán xào nấu nó rất là tiện ích luôn, và đặt vào là vừa luôn, rất đẹp các bác này. Lên cho em là chắn gió bếp ga giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc iPhone nhá. Đấy, dòng của iPhone 14 Pro Max này. Đấy. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho bác là một củ và một dây như này nhá. Một củ và một dây. Hàng của iPhone Apple quả táo đây các bác này. Đó, iPhone Apple quả táo đây. Bao gồm cho bác là một củ và một dây nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Đấy. Giá chỉ có 60k thôi, bao gồm cho các bác là cả củ cả dây luôn. iPhone 14 Pro Max này. Đấy, iPhone 14 Pro. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone nhá. Đó, sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái dây sạc nhanh iPhone như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ ghế hơi nhá. Ghế hơi. Giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 trong cái bộ ghế hơi như này. Sản phẩm thì sẽ là bao gồm cho bác là một ghế to và một ghế nhỏ nhá. Một ghế to, một ghế nhỏ. Chất liệu của nó thì bằng da phủ nhung nhá, da phủ nhung như này. Đấy. Combo cho bác sẽ bao gồm là một cái to và một cái nhỏ nhá. Một cái to và một cái nhỏ như này các bác này. Đấy. Và chất liệu của nó là da phủ đây là cái bía này, cái bía này các bác bơm lên nhá. Đó. Đây. Đấy, nó dạng là nhung lộn nha các bác nhá. Đấy, nó dạng là nhung lộn như này và da để nó giữ hơi nhá. Đó. Giá thì chỉ có 350.000 cho một cái bộ ghế như này thôi. Các bác có thể mua để mình làm nghe nhạc này, thư giãn này, đấy, lướt TikTok này, hoặc là dùng các công việc đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 350.000 thôi. 350.000 cho một cái bộ ghế hơi như này. Đấy, các bác về các bác bơm hơi lên cho em để mình sử dụng thôi. Các bác có thể tự bơm hoặc là
mình ra ngoài cửa hàng ấy, ra ngoài cửa hàng sửa xe máy mượn họ bơm cho các bác nhá. Đấy. Ra cửa hàng sửa xe máy mượn họ bơm cho. Đó, lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá. Ghế hơi, giá của nó sẽ là 350k nhá. 350.000 cho một cái bộ ghế hơi như này. Rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, khi các bác bơm lên nó sẽ to như này các bác nhá. Đấy, bơm lên rất là dễ dàng thôi. Đấy, rất tiện lợi này. Đấy, các bác có thể dùng này. Đấy. Hai người nằm vào cũng thoải mái luôn, hai người vài chục cân hàng tạ nằm vào cũng rất là ok. Giá thì rất là hợp lý thôi các bác nhá. Đấy, bơm lên các bác này. Bơm lên là mình dùng thôi, rất là tiện. Đấy. Các bác thấy không? Đó. Rất là ngon lành luôn nhá. Đây. Rất là tiện ích nhá, một con ghế hơi cực kỳ là ngon luôn. Đây, nằm thư giãn rất là tiện này. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi, chỉ có 350.000 trong cái bộ ghế hơi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái con máy bàn là đứng nhá, bàn là đứng thì đây nó sẽ là một con bàn là như này. Đấy và khi mà nó dùng hơi nước nó xả ra các bác này. Đấy và các bác chỉ cần vuốt như này là quần áo nó sẽ mềm mại và sẽ phẳng cho em luôn. Đó, đây. Bác nhấp vào đây thì nước nó sẽ phun ra này. Và các bác cho nước vào đây cho em nhá. Cho nước vào cái đầu này cho em. Đó. Đấy, cho nước vào đây cho em và nhấp như này là nước nó sẽ đẩy ra. Đấy, dây dài thì khoảng là 1,5 m đến 2 m và nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani nhá. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 370.000 cho một con bàn là hơi nước đứng như này nhá. Đấy. Lên cho em là bàn là hơi nước đứng nhá. Giá sẽ là 370k. Đó, con này thì rất là tiện luôn, sử dụng điện 220V này. Đấy đây. Sử dụng điện 220V. Đấy và công suất của nó sẽ là 1500W nhá. Đấy 260ml nước điện 220V. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Và cái giá cái giá thì chỉ có cho các bác là 370.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước nhá. Bàn là hơi nước đứng nhá, hơi nước đứng. Giá sẽ là 370k. Đó. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là không bị cháy nhá. Các bác chỉ cần là xả nước ra xong kéo đi kéo lại như này là ok này. Đấy, kéo đi kéo lại này là ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 370.000 thôi. Đấy, khi các bác là bắt buộc phải di chuyển, còn khi các bác đã bỏ ra rồi là nó sẽ bỏ hẳn ra ngoài. Cho nên là không sợ bị cháy, bị nổ nhá. Giá sẽ là 370.000 rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop về rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ về cho bác một cái mã sản phẩm mới, đó là cái thùng đồ nghề nhá. Đó, hàng thì lâu lắm rồi thì bên shop lại mới có hàng về các bác nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng luôn. Đây em test cho các bác xem này. Đấy, đây. Người em 70 cân các bác này. Đấy. Người em 70 cân nhá. Em đứng lên thoải mái luôn các bác này. Đấy. Đứng lên giãn dẹp thoải mái luôn nhá. Đấy, người em là 70 cân nhá. 70 cân. Đấy, đứng lên thoải mái luôn các bác thấy không? Con này thì kích thước của nó là 20-20 và 42 nhá. Đấy, rất chắc chắn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất chắc chắn luôn. Cái độ của nó rất là khít nhá. Rất là khít như này thì khi các bác sử dụng nó không bị sọc sạch nhá. Đấy, những cái phần đai ốc các thứ này của nó rất là khít kỹ càng có nhá. Và chất tôn của nó thì khá là dày luôn. Chất tôn của nó khá là dày luôn, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Và hàng của nó thì nó sẽ là hàng sơn tĩnh điện nhá. Đấy, sơn tĩnh điện chống dỉ cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng của thương hiệu Suvina các bác này, Suvina. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng hai quai sách như này. Hai quai sách cực kỳ là tiện dụng luôn. Hai quai sách và siêu tiện dụng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Con này thì kích thước của nó sẽ là một chiều là 20x20. Dài là 42 nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 42 này. Dài là 42, còn chiều cao là 20 nhá, cao là 20 và rộng là 20 nhá, rộng 20. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó, giá của nó chỉ có cho các bác là 420k nhá. 420.000 cho một con thùng đồ nghề như này. Đấy 420.000.
Dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là tổng là tổng của nó sẽ có cho các bác là một ngăn này, đấy, một ngăn to này, và nó sẽ có một ngăn to và một hai ngăn bé như này nhé, hai ngăn bé hai bên. Đấy, tổng nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn, chiều dài này thì sẽ là 42. Đấy, chiều rộng thì sẽ là 20-20 nhá, rộng 20 và cao 20. Rất là ngon lành luôn. Đấy, qua tiếp cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy. Dập đột cực kỳ kỹ càng và chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái lỗ này để cho các bác móc khóa vào đây nhá. Đây, có một cái lỗ này các bác móc cái khóa vào đây này. Đấy, móc cái khóa vào đây để mình có thể là mình khóa vào để cho nó cẩn thận các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 420.000 thôi. 420.000 cho một cái mã thùng đồ nghề như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Giá sẽ là 420k nhá. 420.000. Giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Đó, giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì các bác bật lên này cho em này, và cái chức năng cảm ứng này. Đấy, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này. Gạt qua nó tắt, gạt qua nó sáng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, của thương hiệu Germany các bác này. Đó. Đây. Made in Germany nhá. Made in Germany, hàng của Đức cho các bác luôn và rất chất lượng. Quai đeo như này các bác dùng để đeo lên đầu rất là tiện ích. Có thể tùy chỉnh như này nhá, hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đấy, có cảm biến như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì dùng rất là ngon và tuyệt vời luôn. Đó. Dùng rất ngon, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Rất ngon luôn. Đó. Đây nha, lên cho anh em cái con đèn đeo đầu wifi con này. Con này nó sẽ có cho anh em là điều chỉnh pha như này anh em này. Đấy, điều chỉnh pha và nó rất là giỏi luôn. Pha anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo này. Đấy, có thể điều chỉnh to nhỏ như này, rất là tiện này. Và con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đây em sẽ giỏi cho anh em xem này. Đấy, con này thì pha của nó khá là giỏi luôn. Đây. Giỏi cũng rất là xa anh em nhá. Giỏi rất là xa luôn. Và cũng rất là sáng. Và con này nó sẽ có cảm biến tự động cho anh em luôn. Đó, đây ban đêm này anh em này. Đó, giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến cho anh em nhá. Đó, con này giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến, anh em có thể gạt tay qua là nó tắt, gạt tay qua là nó sáng, nó rất tiện ích nhá. Đó, con này thì cũng rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn anh em đeo đầu, rất là tiện ích, kiểu ok. Của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop bật hết lên. Nay bên shop về cho bác cái con đèn xanh các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác lấy bút lông. Con này giá sẽ là 260.000 nhá. Đấy, nó sẽ có quai này các bác này. Và đây nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và cả pin sạc luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Tất cả các hàng bây giờ thì nó chỉ có cáp sạc thôi các bác nhá. Đây. Đây là cái cáp sạc của nó này, cáp sạc của nó đây. Về nhà các bác cắm vào đây cho em. Đó, con này thì nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo, có tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì kích thước của nó vào khoảng 20x20. Đấy, có cái chống va đập các kiểu này và các cái mắt LED như này. Và con này các bác dùng để ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều rất là tiện, tiết kiệm điện và rất là tiện ích nhá. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác lên theo là đèn xanh 260.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng này. Thì em lên cho anh em cái con đèn này, nó sẽ là một con siêu sáng cho anh em luôn, anh em thấy không? Đấy, con này thì độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi anh em này. Đó, đây anh em thấy chưa? Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ là con pin năng lượng mặt trời và nó có báo pin anh em này, có báo pin như này. Đó, con này thì cũng có chế độ là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, con này thì ví dụ như em pha lên này, để pha lên nhà anh em này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể sử dụng để mình chiến công trình này, ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ có cho anh em là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng này. Đó, ánh sáng trắng là sáng nhất luôn. Sáng trắng sẽ là sáng nhất như này. Đó, tiếp theo là ánh sáng vàng này. Tiếp theo là ánh sáng trung tính này. Và có cho anh em là đèn xanh đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện ích luôn anh em nhé. Đó, và rất sáng luôn. Đây anh em thấy không? Đây. Đấy, đèn này. Rõ đâu là sáng đấy luôn nhé. Sáng cả một vùng trời luôn anh em thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn anh em nhé. Đây. Đấy, sáng trưng luôn. Anh em có thể treo lên như này. Treo lên như này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok nhá. Đó, treo này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok này. Rất sáng luôn nhá. Đấy, rọi rõ ngoài vườn luôn anh em này, bắt sâu bắt xiếc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đó. Lên cho bác cái con đèn F1 nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng F1. Đấy, con này nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời.
nó có ốc điều khiển nhiếc đầy đủ cho các bác luôn. Và con này cũng rất là sáng này. Đấy. Nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Và có cảm biến nhá. Tất cả những cái dòng đèn năng lượng này đều có cảm biến hết, tức là ban đêm khi mà có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét và các bác có thể để các cái vị trí nào tùy chỉnh cho nó phù hợp các bác nhá. Đó, ở đây. Các bác cắm cái phần chân kết nối năng lượng ở đây xem này. Đây cắm đây xem. Đó. Thì con này các bác lên xem là đèn năng lượng F1 nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có 3 chế độ sáng như này. Và ban ngày thì cái này nó sẽ là nó có cảm biến nhá. Đấy, khi mà che đi thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đó, ban đêm là nó sẽ sáng. Đấy, nó rất tiện ích như vậy. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1, đèn năng lượng F1. Lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 130.000. Em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. Thì em lên cho anh em cái con đèn đấy em thấy không? Đây. Con này thì bên em ký hiệu nó là đèn F1 anh em nhá. Rất sáng luôn này. Đấy anh em thấy không? Đây. Đấy, pha của nó khá là rọi và sáng luôn anh em thấy không? Đây. Em rọi này, rất sáng luôn nhá. Ban đêm mà rất là sáng luôn. Đó, thì nó sẽ có cho anh em là chế độ sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Đấy, đây. Sáng mạnh này. Đấy, chế độ này là sáng mạnh nhất này. Rất sáng anh em nhá, sáng mạnh nhất này, sáng vừa này và sáng 3 này. Đấy anh em thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy, chế độ này của nó là sáng nhất ở đây anh em nhá. Khá là sáng luôn, rất tuyệt vời để cho anh em sử dụng này. Đó, đây. Sáng chói luôn anh em nhìn vào ban đêm là rất là sáng này. Đấy, chế độ sáng 2, chế độ sáng 3 này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là sáng 1 này. Đó, đây, anh em thấy không? Đây. Rọi này. Rọi đâu là sáng đấy anh em nhá. Đi đâu là sáng đấy luôn, đi đâu sáng đấy luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn này. Sáng trưng luôn anh em thấy không? Đó, rất ok. Rồi ok anh em. Lên cho bác đó là cái con đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có thể tùy chỉnh nha. Có thể tùy chỉnh xoay các hướng như này, rất là tiện ích nha. Và con này cũng rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Và nó cũng có 3 chế độ sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Qua lên thì là đèn năng lượng 3 cánh, 180.000. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó này. Dây rất là dài luôn. Và các bác cắm pin vào đây. Cắm pin vào con đèn này cho em. Đó, pin năng lượng 3 cánh như này. Và có kèm với các bác là ốc yếc, rồi là điều khiển yếc đầy đủ cho bác luôn. Combo ốc điều khiển pin đèn như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000. Đây, rồi em sẽ test sản phẩm thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Đây, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Và về nhà các bác cắm vào cho em. Sau đó thì mình đấu nối rồi mình điều chỉnh để cái vị trí nào cho nó phù hợp. Đây em sẽ test trực tiếp cho bác xem luôn. Đây nha, hôm nay thì em sẽ test cho anh em xem cái con đèn này anh em nhá. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là cái con đèn đây. Đấy, con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh anh em này. Đấy, đấy anh em thấy không? Đi đâu là sáng ở đấy luôn anh em nhá. Đấy. Trời đang tối nhưng mà mình đi đâu là sáng trưng đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi. Và con này của nó là dòng siêu sáng luôn. Anh em nhìn trực tiếp là sáng chói mắt luôn anh em nhá. Đây. Đấy, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn anh em nhá. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Đó, đây con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh này anh em này. Đó. Con này thì nó sẽ có cho anh em là 3 chế độ sáng nhá. Đấy. 3 chế độ sáng cho anh em này. Đây. Nó sẽ có cho anh em là sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, và sáng yếu nhá. Đấy, sáng mạnh này. Rất sáng luôn anh em thấy không? Đây. Sáng trưng luôn này, sáng vừa này, sáng yếu này. Đó, sáng mạnh nha anh em này. Đấy, đây. Chế độ sáng nhất của nó là sáng mạnh như này anh em nhá. Rồi ok. Tiếp theo thì Để xuống đi, không rơi vỡ, để xuống. Hello. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và thân người các bác nhá. Đó. Em Phạm Huấn lại quay trở lại. Lợi hại hơn xưa, giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Đó, sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Cứ bỏ lên kia cho anh kiểm tra xong đi. Bộ cưa kéo như này thì bên em bán theo combo nhá. Combo là 4 món như này sẽ là 160.000 các bác này. Đấy, combo 4 món 160.000 cho các bác luôn. 160.000 cho 4 món như này. Đấy, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một.
và cũng có bán lẻ luôn nhá. Đấy. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em cái con này, nó sẽ là kéo cành cam này, kéo cành cam. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác sẽ là 100 à sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng này đều hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng made in Japan con này, made in Japan. Chuyên để con này chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm cực kỳ là ngon luôn. Cắt rất là ngọt nhá. Kéo sắc, cắt đằm, kéo rất là ngon luôn nhá. Đó, đây các bác này. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, hàng thép SK5 made in Japan con này, made in Japan. Thép SK5 không gì nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k. Đó. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, giá sẽ là 70k cho một chiếc kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái kéo tỉa này. Đấy, cũng hàng made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Đấy thì con này các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, nó sẽ là màu inox sáng bóng đẹp như này. Mua lẻ thì con kéo tỉa inox này sẽ là 50.000 nhá. Hàng made in Japan con này. Đấy, chữ made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó. Giá con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn các nhá. Đó, tỉa răm. Đây con này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn. Đấy. Cắt tỉa răm thì con này rất tuyệt vời luôn. Con này thì giá nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Hàng made in Japan con này. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k này, 50k. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con cưa lách này. Đấy, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con cưa lách như này. Giá của nó sẽ là con cưa lách này là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá. 40.000 cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách. Giá sẽ là 40k. Hàng của nó cực kỳ chất thép, của nó hơi bị ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Không sợ bị gãy gập nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này. Lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách, giá sẽ là 40k. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó là cưa lách này. Cưa lách này. Giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con cưa gấp này. Đấy, con cưa gấp. Hàng cũng của Nhật nhá, Japan này. Đó, made in Japan như này. Con này thì nó sẽ về theo lô, có lô thì dài là 25 cm, có lô là 30 cm nhá. Đấy thì hàng về lô nào em gửi lô đấy thôi. Giá con này thì sẽ là con cưa gấp này là bao nhiêu? 50.000 nhá, 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đây. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất là ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn các bác thấy không? Chất thép của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy, vặn ngược vặn xuôi thoải mái nhá. Đấy, không dùng nữa các bác, gấp gọn vào cho em. Cực kỳ chất lượng luôn, tanh tách luôn các bác nhá, rất là ngon. Cưa mở hình hạt bòng như này, khi các bác sử dụng thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cưa mở hình hạt bòng như này. Đó, khi các bác dùng thì nó rất là tuyệt vời, rất là dễ cưa. Đấy, hình hạt bòng như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Con này thì các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp này. Lên cho em là cưa gấp. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50k cho một con cưa gấp như này nhá. 50 cành cho một con cưa gấp như này. Đó, thì combo cho các bác bao gồm là 4 món như này nhá. Đấy, nếu các bác mua 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho 4 món như này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Các bác lên cho em là bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Bộ cưa kéo. Bộ 4 món cưa kéo này, 4 món cưa kéo, 2 cưa và 2 kéo. Giá sẽ là 160 cành nhá. 160.000 cho bộ 4 món cưa kéo. Rồi ok. Chào các bác nhé. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn. Đây nó sẽ là một con súng cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu súng này. Một đầu súng như này. Đó, nó sẽ là một đầu súng như này các bác này. Và kèm thêm cho các bác là có tới là 3-4 đầu massage luôn, 4 đầu massage. Các bác bật thì giữ lì này cho em này, đấy giữ lì này. Và tăng giảm cấp độ đây nhá, nó sẽ có 6 cấp độ nhá. Bật tắt đều là giữ lì hết nhá, đây hàng rất là ngon. Rất là mạnh. Con này thì các bác
bác càng nhấp thì nó lại càng rung mạnh nhá, tức là nó sẽ là cảm biến lực. Nếu các bác ấn càng mạnh thì nó sẽ rung càng mạnh, còn các bác bỏ ra thì nó sẽ là rung từ từ này. Đấy. Các bác xem các bắp thịt nó di chuyển các bác này. Đấy. Con này các bác dùng để massage cổ vai gáy, đốt sống cổ, dây thần kinh các thứ đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu massage. Đấy, 4 đầu massage như này và một súng 4 đầu massage, và kèm thêm cho các bác là một cáp sạc nhá, một cáp sạc như này. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đấy. Cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000 nhá, 170k cho một em súng thư giãn như này. Giá hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng cam như này. Đấy, sẽ là một cái dòng cam như này và nó sẽ là cảm biến ánh sáng nhá, cảm biến ánh sáng, có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt nhá. Đấy. Và cảm biến ánh sáng cho các bác luôn. Đó. Tức là nó sẽ có 3 chế độ này, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này, tùy theo các bác để nhá, và nó có điều khiển từ xa luôn. Và nó là dòng cảm biến này. Đấy, em che đi này thì nó sẽ sáng này các bác nhá. Che cái tấm pin năng lượng mặt trời đi thì nó sẽ sáng, tức là ban đêm nhá. Đấy, ban đêm là nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ sáng. Có người đi đến thì sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt. Và có 3 chế độ này, sáng mạnh này, sáng vừa và nhấp nháy này. À quên, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu thôi nhá, chứ không có nhấp nháy nhá. Đó. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Có cả đai cho các bác nhá. Có cả đai để các bác bắt vào tường này. Đấy, và có cả điều khiển cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là cam mô hình này, cam mô hình. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k trong cái cam mô hình như này. Đấy, rất tiện ích các bác dùng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4. Hàng to dài rộng các bác có thể dùng để mình tắm gội thoải mái luôn nhá. Đấy, tắm giặt gội đầu rất là ok. Đấy, kích thước của nó là 70 x 1m4, chiều rộng là 70 và chiều dài là 1m4, một mặt bông mịn và một mặt bông thô như này. Các bác có thể dùng để mình tắm gội đầu đều ok hết nhá. Đấy, chất bông mềm mại, dùng cho trẻ em cũng rất là thích. Và giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái khăn tắm Hàn Quốc như này, giá chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, các bác không đi đâu mà mua được một cái khăn tắm giá hợp lý như này đâu các bác nhá. Bình thường nếu các bác mua một cái khăn mặt không, giá cũng đã phải mất mấy chục nghìn rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm kích thước to như này, đẹp như này, mà hàng chất liệu của Hàn Quốc nhá. Đấy, sợi bông tự nhiên nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm, và giá sẽ là 40k nhá, 40k. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, bộ ấm mặt trời đây. Thì đây nó sẽ là một cái bộ ấm bao gồm cho các bác là đựng trong một cái hộp mà rất là xịn sò như này, trong cái hộp vải như này, các bác về thì có thể cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là ấm mặt trời, giá sẽ là 140.000 nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên này. Con chuyên này thì nó sẽ là vừa vặn trong lòng bàn tay như này nhá. Pha trà từ 3 đến 4 người uống là ok. Chè tam rượu tứ này. Đấy, một cái hũ để đựng chè này, cái hũ này thì pha được khoảng 5 đến 7 chuyên chè này. Đấy. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đất nung của Nhật nhá, 6 chén như này. Và có cho các bác là một cái khay bằng nhựa và một cái giá đỡ này bằng tre này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em, nó rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để pha trà tiếp khách rất là ok. Đó. Combo cho các bác là 6 chén một chuyên, một cái khay để các bác gắp chén như này. Đấy, hàng đựng trong hộp cực kỳ xịn sò luôn, kèm thêm cho các bác là một cái khăn lau nữa. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời này. Đó. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k trong cái bộ ấm pha trà mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto của Nhật nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Asahi. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Đấy. Tem của nó là tem nhôm này, hàng thương hiệu Asahi của Nhật này. Đấy, độ mở của nó sẽ là 6 phân nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, chất liệu của nó là bằng thép nhá. Đấy, chất liệu của nó bằng thép này, con này dùng cực kỳ là phê luôn các bác này. Đấy. Độ mở của nó là 6 cm nhá, có cả cái phần này để các bác kê kích để đóng này. Đấy, và có phần kẹp bàn như này nhá, để các bác kẹp vào bàn này. Đấy, chất liệu của nó là bằng thép, rất là dày dẫn và chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 bao nhiêu nhỉ? 180.000 nhá. Đấy. Giá chỉ có cho các bác là 180k cho con Eto này thôi. 180.000. Các bác lên mã giúp em đó là Eto nhá. Eto kẹp, giá sẽ là 180k. Đó. Eto kẹp này, đấy, Eto kẹp.
giá sẽ là 180k một chiếc nhá, 180.000 cho con Eto kẹp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ bàn ghế này, 35.000 một chiếc nhá. Cái này các bác có thể dùng để kỳ cọ bàn ghế rồi phẩy bụi phẩy biếc đều ok hết nhá. Bàn ghế, bàn thờ nói chung là để quét kỳ cọ bàn ghế rất là ok, hoặc là các bác vệ sinh bàn thờ cũng được, đó rất là đẹp. Đấy, chiều dài của nó có cái phần lông này là khoảng 20cm và chiều ngang thì khoảng 5-7cm, nó rất là nhiều lông nhá. Nên các bác dùng để quét kỳ cọ bàn ghế hoặc là vệ sinh bàn thờ rất là tiện ích luôn. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá, giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu chổi, đó là chổi lông phớt trần nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng sợi lông lông tĩnh điện nhá, sợi lông tĩnh điện. Cái sợi lông tĩnh điện này thì nó sẽ là cái chức năng của nó là nó hút các cái loại bụi vào nhá. Đấy. Nó sẽ hút các cái loại bụi vào, nó rất là tiện ích này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào, nó rất là tiện nhá, hút bụi vào nó rất là tiện. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu gen xoáy này, các bác xoáy vào cho em này, cái này có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo như này. Đấy, các bác có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Và con này thì các bác có thể kéo giãn ra cho em này. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác có thể kéo giãn ra khoảng từ 1m8 đến khoảng từ 2m đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8, rất là dài luôn. Đó, 2m4 đến 2m8. Có thể kéo dài ra này. Đấy, hoặc thu ngắn vào này, mình dùng để mình phớt trần, lau trần rồi nói chung là vệ sinh này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Cuối năm Tết nhất là các bác mua về để mình vệ sinh nhà cửa này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chổi lông phớt trần nhé, chổi lông phớt trần, hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn đó. Và tháo lắp rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá, giá sẽ là 55k. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần nhá, giá sẽ là 55.000 cho cái chổi lông phớt trần như này, giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu. Con này thì sẽ là 95.000 cho một con đèn phễu như này. Đó, có dây để các bác đeo đầu này và có cáp sạc này. Và đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Đây, đấy, rất là sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, sáng yếu này. Đấy. Có 3 chế độ sáng như này, có báo pin nhá, có báo pin cho các bác luôn. Và rất là tiện ích các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó, rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đó. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, đây. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy. Đấy, và có chế độ tia siêu sáng luôn nhá. Đó, rất là sáng nhá. Đấy, có pha rộng, pha hẹp này. Và con này cũng có chế độ cảm biến luôn các bác nhá. Đấy, cảm biến đây các bác này. Đấy. Con này cũng có chế độ cảm biến luôn. Đấy, khi các bác muốn dùng chế độ cảm biến thì các bác nhấn cái nút bên này cho em này. Đó, gạt qua gạt lại này. Đấy, gạt qua gạt lại là nó sẽ sáng và tắt này. Cái mắt cảm biến của nó thì ở bên hông như này nhá. Các bác chỉ cần là đây các bác này. Đấy, mình chỉ gạt cái tay này nó tắt này, bật này. Đấy, tắt này, bật này. Tắt này, bật này, coi nhá, tắt, bật này. Đấy, tắt, bật này, rất là tiện ích luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Con này thì giá chỉ có 95.000 thôi. Cũng có chế độ cảm biến luôn để các bác sử dụng nó rất là tiện ích, mình không cần phải dùng tay để mình tắt bật nó mất công. Đấy, các bác có thể chỉ cần gạt tay qua là xong. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá sẽ là 95.000, đèn phễu này. Đấy, nó to như một cái phễu ấy, giá sẽ là 95k nhá, 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao lọc các bác nhé. Các bác lên cho em là dao lọc bao da này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này các bác dùng để thái lọc phi lê rất là ok. Đó, hàng thép liền thân như này, cán ốp gỗ ba đinh nha, ba đinh thép này, rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thái lọc phi lê thì thôi rồi luôn các bác nhé. Dao rất là bén và đựng trong một cái bao da cực kỳ chất lượng xịn sò như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Đấy, lên cho em là dao lọc nhá, dao lọc giá sẽ là 130k. Đó, dao lọc này, 130k cho một con dao lọc như này, 130.000 cho một con dao lọc như này các bác nhá. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn, giá thì cực kỳ hợp lý rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn 3W các bác nhá, bóng đèn 3W. Giá thì chỉ có 10k cho một quả nha các bác này. Đấy. Bên shop gửi tới các bác giá sẽ là 10.000 cho một quả bóng đèn 3W như này các bác nhá. Đấy, các bác lên tiền là bóng đèn 3W. Con này thì mặc định của nhà sản xuất nó sẽ là 3W thôi nhá, 3W. Còn độ sáng thì đây, rất tiện ích các bạn này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, công suất của nó là 3W nhá, độ sáng vừa phải. Các bác có thể dùng để mình sử dụng ở cái khu vực nào mà mình không thường xuyên đi lại, nhưng mà các bác không sử dụng ánh sáng mạnh thì các bác dùng con này cho em. Ví dụ như là các bác dùng ở trong phòng ngủ này, hoặc là các cái phần hành lang này, hay phải đi lại nhiều mà không muốn tắt bật
Đấy thì các bác dùng cái này cho em, nó sẽ có chiếu sáng vừa phải và không quá là sáng, không và rất tiết kiệm điện nhá. Con này thì nó sử dụng điện 220V và công suất là 3W. Đấy, dùng làm đèn ngủ cũng rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là một quả như này là 10.000 nhá, 10.000. Đấy, lên cho em là bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k nhá. Bóng đèn 3W này, giá sẽ là 10k cho một quả nhá. 10.000 cho một quả bóng đèn 3W như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái máy bắt cam nhá. Thì con này rất là tiện ích luôn, sử dụng điện 220V. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong này. Đấy. Và con này thì ưu điểm của nó khi các bác nhấp vào như này là nó sẽ xoay này. Đấy, đây. Nhấp vào nó sẽ xoay này. Đấy, các bác theo. Đây, xoay này. Và nó sẽ có chế độ đảo chiều luôn. Có chế độ đảo chiều như này thì nó rất là tiện ích. Thì khi các bác bắt cam thì mình ép cái quả cam vào đây như em này. Đó là nó sẽ vắt ra thôi. Đấy, thì các bác nhấp này bỏ này, nhấp này bỏ thì nó sẽ lại đảo chiều cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 700ml và sử dụng điện 220V nhá, rất là tiện ích luôn. Đấy, tháo lắp rất là dễ dàng và vệ sinh sạch sẽ, rất là ngon này các bác, chỉ cần nhấp này là máy chạy này, nhấp này máy chạy qua này. Đó. Và có chế độ đảo chiều luôn thì các bác không cần phải dùng bằng tay. Vắt bằng tay thì nó rất là mỏi tay và rất là kiệt sức, nhưng mà vắt bằng cái này rất là ok. Lên mã giúp cho em là máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đó. Máy vắt cam giá của nó sẽ là, lên mã giúp cho em là máy vắt cam nhá, giá sẽ là 190k một chiếc nhá. 190.000 cho một con máy vắt cam. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái bàn chải điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng bàn chải cực kỳ tiện dụng luôn. Một bàn chải như này, một bộ như này các bác đã được tặng kèm thêm là 4 cái đầu bàn chải rồi. Như vậy là các bác mua mà giá chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một con bàn chải điện như này thì nói chung là giá siêu rẻ rồi. Đấy, tính ra là vào các bác chỉ mua bàn chải thôi chứ còn không mất tiền mua máy nhá. Đấy, bàn chải này sẽ là tính ra là 4 cái là 45-60, tức là mua vào 15.000 cho một cái đầu bàn chải như này. Đấy, và đây có 4 đầu bàn chải luôn. Đó. Con này thì tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút nhá. Đó, rung rất là mạnh luôn các bác này. Đấy, các bác theo. Rung rất là mạnh luôn thì các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng lợi rất là ok nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý luôn. Đó. Nó sẽ có rất là nhiều chế độ rung khác nhau các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn nhá, và các bác sẽ được tặng kèm 4 đầu bàn chải như này luôn. 4 đầu bàn chải như này và có kèm thêm cho các bác là một cáp sạc nữa. Về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái bộ bàn chải điện như này giá chỉ có 60.000 thôi. Vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn và rất là nhiều chế độ nhá. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k một bộ này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái máy máy đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Bây giờ mà các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, một con máy như này nó sẽ bán cho các bác khoảng là 500-700.000. Nhưng mà riêng bên shop Phạm Huấn thì bán tri ân cho khách hàng giá chỉ có 260.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn, 260.000. Con này thì chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim cực kỳ là tốt luôn. Đấy, bác nào mà chuyên bị các cái bệnh về huyết áp, về nhịp tim thì các bác nên mua con máy này. Đấy, trong nhà mình sẵn sàng có một con máy này. Con này thì nó sẽ là sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi, bên em bán thì không kèm pin đâu. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k nhá, 260.000, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn các bác nhá. Bác nào mà bị các bệnh về tim mạch hoặc huyết áp cao thì nên sắm một con này ở trong gia đình nhà mình để mình tự kiểm tra, nó rất là tốt luôn. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim. Giá hiệu thuốc mua con này khoảng 500-600.000 đấy các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho ba sản phẩm, đó là cái túi da bò nhá, một con túi da bò cực kỳ chất lượng như này. Đấy, và nó sẽ là một cái dòng túi vuông nhá, túi vuông có quai đeo cho bác luôn, quai đeo bên trong như này nhá. Đấy, 100% da bò tự nhiên. Con này em bao cho các bác về, các bác đốt thoải mái cho em nhá, đốt thoải mái nhá, nhưng mà đốt vào giữa này cho em này, đốt vào giữa này, đừng đốt vào cái phần chỉ khâu nhá. Đấy, và đừng đốt vào cái phần khóa này nhá. Đấy, hàng dày dẫn chắc chắn, chiều cao là 25, chiều rộng là 20. Đấy, bên trong thì có sẽ có hai ngăn, một ngăn không có khóa và một ngăn có khóa này. Bên ngoài thì có 1-2 ngăn này. Đằng trước là 2 ngăn, đằng sau ngăn nữa là 3 ngăn. Nói chung rất là nhiều ngăn luôn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng, cả quai đeo cả quai sách luôn. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi vuông nhá. Túi vuông giá sẽ là túi da bò vuông này, hoặc là lên cho em là túi vuông là được rồi. Đấy, giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông này nhá, 180k cho một con túi vuông như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái chổi tam giác nhá. Chổi tam giác thì con này nó sẽ có 3 phần. Đấy, có 3 phần cho các bác luôn. Đấy, sẽ có 3 phần như này, tức là có 3 khúc nhá. Đấy, 3 chi tiết như này.
bao gồm là một cái đầu chổi như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác kết nối vào cho em là xong. Đây xoáy vào cho em như này. Chiều dài của nó khi mà các bác xoáy vào thì nó vào khoảng là 1m3, 1m2, 1m3. Đấy, xoáy vào cho em như này là xong này. Đấy, kết nối này và xoáy cái đầu này vào này. Và con này thì nó sẽ là chức năng của nó sẽ là xoay 360 độ được luôn nhá. Xoay 360 độ. Vắt khi vắt thì các bác cho xà bông vào, và cho nước vào đây để cho nó mềm như này ra cho nó dễ kéo nhá. Đấy, thì khi có xà bông vào nó sẽ trơn, nó sẽ dễ kéo hơn rất là nhiều. Đó, khi các bác kéo là nó sẽ thu vào như này các bác này, thì nó sẽ vắt kiệt cho các bác luôn nhá. Đây, kéo nó sẽ thu vào này, nó sẽ vắt kiệt luôn này. Đó. Đây. Thì các bác lên cho em là chổi tam giác nhá, xoay 360 độ đảo chiều đảo hướng được hết luôn. Đấy, để các bác đưa vào các vị trí các ngóc ngách này. Đấy, và dài thì nó sẽ là khoảng 1m2, 1m3, rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Và nó chia là làm 3 đầu như này. Đấy là 3 đoạn như này. Thì các bác có thể dùng để mình lau nhà, lau bàn, lau tủ, rồi nói chung là đa di năng được luôn, cũng rất là tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ thôi. Một cái con chổi tam giác như này mà giá chỉ có 100 nghìn thôi nhá. 100 nghìn cho một con chổi lau nhà như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác. Chổi tam giác này, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con chổi tam giác như này. Này, đó. Có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ như thế này. Vừa lau vết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn cắt khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không cần sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc. Cầm lau rất là vừa ý, thiết cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu thấm hút, lau các vết bẩn không để lại đầy nước, không gây sức men gạch, xà cố vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất và duy nhất thanh chổi lau tam giác này có phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng hoặc nhắn tin cho siêu thị nhé. Đấy, rất là tiện ích các bác nhá, giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái viên thả bồn cầu lợn các bác nhá. Đấy, viên thả bồn cầu hình con lợn như này. Thì về nhà các bác chỉ việc là mở cái nắp này ra, sau đó thì mình thả vào cái lọ bồn cầu, cái bồn cầu của rửa bát nhà mình, của bệt nhà mình là xong nhá, bệt vệ sinh thôi. Giá sẽ là 15.000 cho một cái lọ như này. 15.000 nhá. Con này thì nó sẽ là chức năng của nó thì thứ nhất là thơm này. Đấy, thứ nhất là thơm. Thứ hai là sạch và thứ ba là tẩy trắng nhá. Đấy, thơm này. Đấy, thơm này. Sạch này, đấy, tẩy sạch tẩy trắng đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy. Thơm tẩy sạch tẩy trắng diệt khuẩn. Giá thì chỉ có 15k thôi. 15k cho một lọ như này. Lên mã giúp cho em đó là thả bồn cầu lợn nhá. Thả bồn cầu lợn. Giá sẽ là 15.000 cho một lọ như này. Về nhà các bác chỉ cần mở cái nắp này ra và bỏ vào cho em là xong. Con này thì các bác có thể dùng được từ 2 đến 4 tháng nhá. Từ 2 đến 4 tháng tùy theo cái lưu lượng xả nước của nhà mình. Đấy, sạch thơm diệt khuẩn rất hữu ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 15k cho một lọ thả bồn cầu như này thôi nhá. 15.000 cho một lọ thả bồn cầu như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop về rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ về cho bác một cái mã sản phẩm mới, đó là cái thùng đồ nghề nhá. Đó, hàng thì lâu lắm rồi thì bên shop lại mới có hàng về các bác nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng luôn. Đây em test cho các bác xem này. Đấy, đây. Người em 70 cân các bác này. Đấy. Người em 70 cân nhá. Em đứng lên thoải mái luôn các bác này. Đấy. Đứng lên dẫm dạp thoải mái luôn nhá. Đấy, người em là 70 cân nhá. 70 cân. Đấy, đứng lên thoải mái luôn các bác thấy không? Con này thì kích thước của nó là 20 20 và 42 nhá. Đấy, rất chắc chắn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất chắc chắn luôn. Cái độ của nó rất là khít nhá. Rất là khít như này thì khi các bác sử dụng nó không bị sọc sạch nhá. Đấy, những cái phần đai ốc các thứ này của nó rất là khít kỹ càng có nhá. Và chất tôn của nó thì khá là dày luôn. Chất tôn của nó khá là dày luôn, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Và hàng của nó thì nó sẽ là hàng sơn tĩnh điện nhá. Đấy, sơn tĩnh điện chống rỉ cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng của thương hiệu Suvina các bác này, Suvina. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng hai quai sách như này. Hai quai sách cực kỳ là tiện dụng luôn. Hai quai sách và siêu tiện dụng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Con này thì kích thước của nó sẽ là một chiều là 20 x 20. Dài là 42 nhá. Đấy.
chiều dài của nó là 42 này, dài là 42, còn chiều cao là 20 nhá, cao là 20 và rộng là 20 nhá, rộng 20. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó, giá của nó chỉ có cho các bác là 420k nhá. 420.000 cho một con thùng đồ nghề như này. Đấy, 420.000. Dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là tổng là tổng của nó sẽ có cho các bác là một ngăn này. Đấy, một ngăn to này. Và nó sẽ có một ngăn to và một hai ngăn bé như này nhé, hai ngăn bé hai bên. Đấy, tổng nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn. Chiều dài này thì sẽ là 42. Đấy, chiều rộng thì sẽ là 20-20 nhá, rộng 20 và cao 20. Rất là ngon lành luôn. Đấy, qua kiếp cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy. Dập đột cực kỳ kỹ càng và chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái lỗ này để cho các bác móc khóa vào đây nhá. Đây, có một cái lỗ này các bác móc cái khóa vào đây này. Đấy, móc cái khóa vào đây để mình có thể là mình khóa vào để cho nó cẩn thận các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 420.000 thôi. 420.000 cho một cái mã thùng đồ nghề như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Giá sẽ là 420k nhá. 420.000. Giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Đó, giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì các bác bật lên này cho em này và cái chức năng cảm ứng này. Đấy, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này. Gạt qua nó tắt, gạt qua nó sáng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, của thương hiệu Zmoney các bác này. Đó. Đây. Made in Germany nhá. Made in Germany, hàng của Đức cho các bác luôn và rất chất lượng. Quai đeo như này các bác dùng để đeo lên đầu rất là tiện ích. Có thể tùy chỉnh như này nhá, hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đấy, có cảm biến như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì dùng rất là ngon và tuyệt vời luôn. Đó. Dùng rất ngon, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Rất ngon luôn. Đó. Đây nha, lên cho anh em cái con đèn đeo đầu wifi con này. Con này nó sẽ có cho anh em là điều chỉnh pha như này anh em này. Đấy, điều chỉnh pha và nó rất là giỏi luôn. Pha anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo này. Đấy, có thể điều chỉnh to nhỏ như này, rất là tiện này. Và con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đây em sẽ giỏi cho anh em xem này. Đấy, con này thì pha của nó khá là giỏi luôn. Đây. Giỏi cũng rất là xa anh em nhá. Giỏi rất là xa luôn. Và cũng rất là sáng. Và con này nó sẽ có cảm biến tự động cho anh em luôn. Đó, đây ban đêm này anh em này. Đó, giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến cho anh em nhá. Đó, con này giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến, anh em có thể gạt tay qua là nó tắt, gạt tay qua là nó sáng, nó rất tiện ích nhá. Đó, con này thì cũng rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn anh em đeo đầu, rất là tiện ích, kiểu ok. Của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop bật hết lên. Nay bên shop về cho bác cái con đèn xanh các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác lấy bút lông. Con này giá sẽ là 260.000 nhá. Đấy, nó sẽ có quai này các bác này. Và đây nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và cả pin sạc luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Tất cả các hàng bây giờ thì nó chỉ có cáp sạc thôi các bác nhé. Đây, đây là cái cáp sạc của nó này. Cáp sạc của nó đây. Về nhà các bác cắm vào đây cho em. Đó, con này thì nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo. Có tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì kích thước của nó vào khoảng 20x20. Đấy, có cái chống va đập các kiểu này và các cái mắt LED như này. Và con này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều rất là tiện, tiết kiệm điện và rất là tiện ích nhá. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác lên theo là đèn xanh 260.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng này. Thì em lên cho anh em cái con đèn này, nó sẽ là một con siêu sáng cho anh em luôn. Anh em thấy không? Đấy, con này thì độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi anh em này. Đó, đây anh em thấy chưa? Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ là con pin năng lượng mặt trời và nó có báo pin anh em này, có báo pin như này. Đó, con này thì cũng có chế độ là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, con này thì ví dụ như em pha lên này, để pha lên nhà anh em này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể sử dụng để mình chiến công trình này, ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ có cho anh em là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng này. Đó, ánh sáng trắng là sáng nhất luôn. Sáng trắng sẽ là sáng nhất như này. Đó, tiếp theo là ánh sáng vàng này. Tiếp theo là ánh sáng trung tính này. Và có cho anh em là đèn xanh đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện ích luôn anh em nhé. Đó, và rất sáng luôn. Đây anh em thấy không? Đây. Đấy, đèn này. Rõ đâu là sáng đấy luôn nhé. Sáng cả một vùng trời luôn anh em thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn anh em nhé. Đây. Đấy, sáng trưng luôn. Anh em có thể treo lên như này. Treo lên như này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok nhá.
Đó, treo này là mình ăn cơm với nước rất là ok này, rất sáng luôn nhá. Đấy, dọi rõ ngoài vườn luôn anh em này, bắt sâu bắt xiếc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đó. Trên cho bác cái con đèn F1 nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em, đó là đèn năng lượng F1. Đấy, con này nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời. Đó, có ốc điều khiển nhiếc đầy đủ cho các bác luôn. Và con này cũng rất là sáng này. Đấy, nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Và có cảm biến nhá. Tất cả những cái dòng đèn năng lượng này đều có cảm biến hết. Tức là ban đêm khi mà có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét. Và các bác có thể để các cái vị trí nào tùy chỉnh cho nó phù hợp các bác nhá. Đó, vào đây. Các bác cắm cái phần chân kết nối năng lượng vào đây cho em này. Đây, cắm đây cho em. Đó. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có 3 chế độ sáng như này. Và ban ngày thì cái này nó sẽ là nó có cảm biến nhá. Đấy, khi mà che đi thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đó, ban đêm là nó sẽ sáng. Đấy, nó rất tiện ích như vậy. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1, đèn năng lượng F1. Lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 130.000. Em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. Thì em lên cho anh em cái con đèn đấy em thấy không? Đây. Con này thì bên em ký hiệu nó là đèn F1 anh em nhá. Rất sáng luôn này. Đấy anh em thấy không? Đây. Đấy, pha của nó khá là rọi và sáng luôn anh em thấy không? Đây. Em rọi này, rất sáng luôn nhá. Ban đêm mà rất là sáng luôn. Đó, thì nó sẽ có cho anh em là chế độ sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Đấy, đây. Sáng mạnh này. Đấy, chế độ này là sáng mạnh nhất này. Rất sáng anh em nhá, sáng mạnh nhất này, sáng vừa này và sáng 3 này. Đấy anh em thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy, chế độ này của nó là sáng nhất ở đây anh em nhá. Khá là sáng luôn, rất tuyệt vời để cho anh em sử dụng này. Đó, đây. Sáng chói luôn anh em nhìn vào ban đêm là rất là sáng này. Đấy, chế độ sáng 2, chế độ sáng 3 này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là sáng 1 này. Đó, đây, anh em thấy không? Đây. Rọi này. Rọi đâu là sáng ở đấy anh em nhá. Đi đâu là sáng ở đấy luôn, đi đâu sáng đấy luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn này. Sáng trưng luôn anh em thấy không? Đó, rất ok. Rồi ok anh em. Lên cho bác đó là cái con đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có thể tùy chỉnh nha. Có thể tùy chỉnh xoay các hướng như này, rất là tiện ích nha. Và con này cũng rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Và nó cũng có 3 chế độ sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Qua lên thì là đèn năng lượng 3 cánh 180.000. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó này. Dây rất là dài luôn và các bác cắm pin vào đây, cắm pin vào con đèn này cho em. Đó, pin năng lượng 3 cánh như này. Và có kèm với các bác là ốc yếc, rồi là điều khiển yếc đầy đủ cho các bác luôn. Combo ốc điều khiển pin đèn như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000. Đây, rồi em sẽ test sản phẩm thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Đây, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Và về nhà các bác cắm vào cho em. Sau đó thì mình đấu nối rồi mình điều chỉnh để cái vị trí nào cho nó phù hợp. Đây, em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đây nha, hôm nay thì em sẽ test cho anh em xem cái con đèn này anh em nhá. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là cái con đèn đây. Đấy, con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh anh em này. Đấy, đấy anh em thấy không? Đi đâu là sáng ở đấy luôn anh em nhá. Đấy. Trời đang tối nhưng mà mình đi đâu là sáng trưng đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi. Và con này của nó là dòng siêu sáng luôn. Anh em nhìn trực tiếp là sáng chói mắt luôn anh em nhá. Đây. Đấy, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn anh em nhá. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Đó, đây con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh này anh em này. Đó, con này thì nó sẽ có cho anh em là 3 chế độ sáng nhá. Đấy, 3 chế độ sáng cho anh em này. Đây, nó sẽ có cho anh em là sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, và sáng yếu nhá. Đấy, sáng mạnh này. Rất sáng luôn anh em thấy không? Đây, sáng trưng luôn này. Sáng vừa này, sáng yếu này. Đó, sáng mạnh này anh em này. Đấy, đây. Chế độ sáng nhất của nó là sáng mạnh như này anh em nhá. Rồi, ok. Tiếp theo thì... để xuống đi, để xuống đi, không rơi vỡ đến. Chào các bác nhá. Đấy, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200 là ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái sách quý song ngữ nhá. Các bác lên cho em là sách nói. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một con sách nói như này. Về nhà các bác mua cái pin
con thỏ nhỏ đấy, nó sẽ là sử dụng 3 viên pin con thỏ nhỏ về nhà các bác lắp vào cho em là mình sử dụng thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái trang với các cái chủ đề như này các bác nhá. Đó, các trang các chủ đề như này. Đấy, chủ đề toán học, chủ đề về thực phẩm này, cây cối này, đồ dùng, hoa quả, trái cây, xe cộ các thứ luôn. Và nó sẽ có song ngữ cho các bác luôn, cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Về nhà các bác mua pin lắp vào là mình sử dụng thôi, để cho các em nó vui chơi và sáng tạo các bác nhá. Giá thì sẽ là 100.000. Lên mã giúp cho em đó là sách nói, giá sẽ là 100k. Đây là một cái dòng sách điện tử rất là hay luôn, để cho các em nó vui chơi, sáng tạo rất là thoải mái các bác nhá. Lên cho em là sách nói này. Sách nói, giá của nó sẽ là 100k một quyển. 100.000 các bác này. Thích hợp để ba mẹ bắt đầu dạy cho bé. Sách song ngữ điện tử Anh Việt với 24 trang gồm nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống như chữ cái, số học, dạy bé phân biệt các sự vật quanh mình. Sách được thiết kế chuẩn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giọng đọc Anh Việt chuẩn phiên âm bản xứ. Thêm tính năng kể chuyện, phát nhạc thiếu nhi, hình ảnh minh họa sinh động, bé vừa chơi vừa học, việc học trở nên thú vị và chủ động hơn. Hãy giúp con phát triển toàn diện từ sớm ba mẹ nhé. Đấy, rất nhiều ngôn ngữ với các chủ đề khác nhau các bác nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nha. Con này thì nó cũng là dòng song ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Và cái này thì nó cũng có các chủ đề giống như quyển sách nói kia, nhưng mà nó lại thuộc dòng là thẻ như này. Thì để cho các em nó vui chơi, sáng tạo và cũng là tìm ra những cái phần nào mình yêu thích đi coi. Đấy, nó sẽ có là 112 thẻ với các cái chủ đề khác nhau nhá. Bố mẹ ông bà này, quần áo này, cây cối này, động vật khủng long này, xe cộ này các bác này. Đấy, đây thì em sẽ test thử cho các bác xem. Các bác về các bác bật nguồn lên cho em này, bật nguồn này lên này. Đấy. Sau đó thì bắt đầu này, đấy đút vào này. Đó. Rất là nhiều chủ đề khác nhau các bác nhá. Đây, tàu hỏa này. Xe lửa. Train. Đấy, có cả tiếng động luôn các bác nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Đây. Xe tưới nước. Watering cart. Đó, rất là nhiều các cái chủ đề các bác nhá. Rất nhiều các cái chủ đề và song ngữ luôn. Xe cảnh sát. Police cart. Đấy, có cả còi hú các thứ luôn, rất là chuyên nghiệp các bác này. Đấy, xe cứu thương này. Xe cứu thương. Ambulance. Đó thì cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là máy đọc thẻ. Các em sẽ chọn các cái mẫu thẻ mình thích và thỏa sức sáng tạo. Và mình đây, nó sẽ có 112 thẻ với các cái chủ đề khác nhau. Tha hồ vui chơi sáng tạo thoải mái cho các em nó. Cái này có thể chơi nhiều bé một lúc được, nó rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 95.000 nhá. 95k cho một con máy đọc thẻ như này. Có lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k nhá. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, giá của nó sẽ là 95k. Còn cái kia nó là sách nói nhé, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc. Các bác lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhé. Đấy, sạc béo. Thì ở đây nó sẽ là một con sạc như này. Kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 3 đầu nhé. Và có đèn báo cho các bác luôn. Có đèn báo ở đầu này, nó sẽ có đèn báo nhé. Về nhà các bác cắm vào mình sạc thôi. Rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 50.000 cho một cái sạc béo như này. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là sạc béo, giá sẽ là 50k nhá. Sạc béo, giá của nó sẽ là 50k một chiếc như này. Dài thì tầm khoảng 1 mét nhá. Dài khoảng 1 mét các bạn. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 1 mét, từ 90cm đến 1 mét. Dây của nó thì khá là to luôn, mà thuộc dạng là dây cao su mềm, rất là chắc chắn các bác này. Nó rất chắc chắn luôn. Đầu thì có báo đèn và có 3 loại chân Samsung, iPhone, Type C, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kéo hộp đỏ nhé. Đấy, một cái kéo đựng trong cái hộp màu đỏ như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một cái kéo hộp đỏ như này nhá. 160k. Đấy, con này các bác dùng để chuyên để cắt cây, cắt cành này. Đấy, cắt cây, cắt cành, tỉa răm rất là ngon luôn. Kéo bền đẹp chắc chắn nhá. Hàng thì của nó sẽ là hàng thép này. Thép. Đấy, hàng của Nhật đây, made in Japan này, thép như này. Và hàng đúc liền thân nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, đúc liền thân ốp gỗ như này, hàng rất cao cấp các nhá, hàng rất cao cấp, thép không gì, cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cắt rất là ngon các bác này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đây, cắt rất ngon các bác này. Đấy, cắt rất ngon luôn các bác này nhá. Đó, các bác thấy không? Cắt cây tỉa cành các thứ. Đấy, cắt cây tỉa dành, tỉa răm các thứ rất là ngon luôn nhá. Đấy, các bác thấy không?
giá thì sẽ là 160.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ nhá. Đấy, nó đựng trong cái hộp màu đỏ như này. Lên cho em là kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ, giá sẽ là 160k. 160k cho một con kéo hộp đỏ như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 160.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Đây nó sẽ là một cái bộ khẩu như này, bao gồm cho các bác là 12 chi tiết nhá, 12 chi tiết. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị mới tinh, chưa qua sử dụng. Hàng siêu đẹp, siêu chất cho các bác luôn. Các bác chả đi đâu mà mua được, ra cửa hàng mà mua được một cái hàng sản phẩm chất lượng như này mà giá hợp lý như này các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24, một tay công và một tay nối dài. Đây, các bác có thể sử dụng trực tiếp như này, rất là tiện này các bác này. Đấy, các bác có thể cho trực tiếp như này cho em. Đấy. Cho trực tiếp như này các bác nhá. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng qua cái tay nối dài. Con này thì nó sẽ là một cái tay công loại cỡ lớn nhá, có đảo chiều cho các bác luôn. Có xoáy nhanh, có đảo chiều này. Các bác không dùng trực tiếp thì mình có thể dùng qua cái con nối dài này cho em này. Đấy, qua con nối dài này cũng rất là ok luôn. Đấy các bác nhá. Đó, dùng qua con nối dài này cho em. Đó, đây, qua con nối dài này rất là tiện này. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy. Bộ này thì sẽ có cho các bác là 12 chi tiết. Bao gồm là 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. 10 đầu khẩu này, một tay công và một tay nối dài như này. Đấy, bộ khẩu 12 nhá. Lên cho em là bộ khẩu 12. Bộ khẩu 12 này. Bộ khẩu 12. Khẩu 12 giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là con máy thổi bụi điện nhá, thổi bụi bằng điện. Con này thì nó sử dụng bằng điện và rất là khỏe luôn. Con này thì nó là cả chức năng là cả hút cả thổi luôn. Đấy, đầu tiên là chức năng thổi này, thổi các bác lắp vào đây cho em. Thổi cực kỳ là mạnh luôn. Con này thì sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Và nó thổi rất là mạnh luôn, công suất của nó thì khoảng 700W nhá, thổi rất mạnh luôn các bác này. Các bác thấy không? Đấy. Đấy, thổi này, tao xem nó thổi này. Thổi kinh khủng luôn các bác này. Đấy. Khủng khiếp luôn. Các bác thấy chưa? Đây, thổi này. Các bác thấy không? Đây, đấy. Cho cái chiếc bóng này thổi thử cho bác xem nha. Các bác này. Đấy. Thổi rách chiếc bóng luôn các bác này. Đấy. Cùng chú bóng luôn rồi nhá. Ngoài chức năng thổi thì nó sẽ có chức năng là hút này. Hút thì các bác đảo qua chiều này cho em. Đấy, đảo chiều này cho em là nó sẽ chuyển sang hút này. Đấy, đảo cái này là chuyển sang hút nhá. Đây. Hút rất là mạnh rồi các bác này. Đấy. Hút này. Hút rất là mạnh rồi các bác này. Đấy, thì hút thì nó sẽ có cho các bác là cái phần cái ấy như này. Cái phần cái đầu này các bác lắp vào đây cho em này. Hút bụi, hút rác này. Con này các bác chuyên dùng để mình thổi bụi thì cực kỳ là ok luôn. Công suất của nó thì khoảng 700W nhé. Con này thì rất là mạnh luôn, chuyên để hút thổi bụi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có... Các bác lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi này. Đấy, thổi bụi chạy bằng điện nhá. Chạy bằng điện, giá sẽ là 260 cành nhá. 260.000 cho con hút thổi bụi điện như này. Rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. À, 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá, rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này.
Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này, một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nha, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này, đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8L nhá, 1.8L. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn, màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc-cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc-cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8L nhá, 1.8L này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc-cu nhá, nồi của Cúc-cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bác này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc-cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bác này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc-cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc-cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc-cu. Lên cho em là nồi Cúc-cu nhá. Nồi Cúc-cu này. Nồi Cúc-cu giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc-cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi Cúc-cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Hello, chào các bác nhé. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác trân trọng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Các cái mã sản phẩm em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã, đó là cái vòi nước nhá. Vòi nước thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Đó là mẫu đầu tiên nó sẽ là mẫu van hai đầu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là van hai đầu. Đó, van hai đầu như này. Đấy, đây nó sẽ là một con van nước hai đầu như này nhá. Bằng inox 304 không bắt 500. Inox 304. Inox 304 không bắt 500 các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là van hai đầu. Van hai đầu, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 nhá, 75.000. Lên cho em là van hai đầu nhá. Van hai đầu này 75k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 70k cho một con van hai đầu như này nhá. 70.000 cho một con van xả hai đầu như này. Đấy, lên cho em là van xả hai đầu nhá, van xả hai đầu này. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một cái mẫu van xả một đầu này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đó. Con này nó cũng là hàng inox 304. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái van một đầu nhá. Đấy. Van một đầu đây, cũng hàng bằng inox 304 này, su 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dẫn chất lượng cho bác luôn. Tất cả đều có đầu gen xoáy như này nhá, đều có đầu gen xoáy này các bác này. Đấy. Đầu gen xoáy này các bác có thể xoáy ra để kết nối các cái vòi nước khác cũng rất là ok.
Đó, inox 304 dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là van xả một đầu nhá. Đấy. Van một đầu. Con này thì các bác lên cho em là van một đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là van một đầu này, giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, đang bán là 55.000. Về cho bác giá là 50k. Lên cho em là van một đầu nhá. Van một đầu này, đó. Đấy, van một đầu. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, van xả, vòi xả một đầu, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 này. Đây là một cái dòng xịt chuyên để xịt các bác xịt vào các cái vị trí ví dụ như là bị thấm gọi là bị ngấm nước này hoặc là nói chung là bị gọi là đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia này các bác này. Đấy, Australia các bác nhá, Australia. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đó, làm nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét này. Tiếng kêu phát ra từ động vật cọ sát này, đấy, từ các cái vật cọ sát này và chống rỉ sét và ăn mòn. Đấy thì các bác lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là các bạn 16 bạn nam, 12 bạn nữ. Ok. Lên cho em là xịt RP7 nhá, xịt RP7. Xịt RP7 giá sẽ là 50k. Đấy, trước em bên em có cái mẫu 35.000 nhưng 35.000 thì hết rồi. Tại vì mẫu 35.000 là mẫu rất là nhỏ, còn mẫu này thì 50.000. Và nó to gấp đôi luôn, xịt RP7 nhá. RP7 giá sẽ là 50k cho một bình xịt như này. 50.000 nhá. Đấy, 50.000 cho một bình xịt RP7 này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dòng đồ thực phẩm nhá, đồ thực phẩm. Con này thì nó sẽ là hàng táo khô. Đấy, táo khô của Nhật này. Đấy, hàng rất đẹp cho bác luôn. Hạt to, đều đẹp, chất lượng. Các bác lên cho em là táo khô của Nhật nhá. Cái này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch như này. 100.000 cho một bịch táo khô như này. Đấy, cân nặng của nó thì vào khoảng từ 800g đến 1 cân nhá. 800g đến 1 cân. Thì các bác lên cho em là táo khô nhá. Táo khô, giá của nó sẽ là 100k cho một túi như này nhá. 100k cho một túi táo khô như này. Rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, táo của Nhật này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình hãm nước uống trực tiếp này, hoặc là ngâm rượu này, hoặc là nói chung là dùng đa chi năng được luôn. Đó, hầm xương rồi nói chung là làm các công việc đều được. Đấy, các bác chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok. Hàng to đều đẹp, an toàn vệ sinh thực phẩm nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một bịch táo khô như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bịch nho khô nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là đựng hộp như này. Đựng hộp như này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà hoặc là mua về để đi Tết cũng rất là đẹp và lịch sự. Đấy, đây nó sẽ là một bịch như này các bác này. Đấy, một bịch như này, hạt to đều đẹp. Đấy, to đều đẹp như này, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, to đều đẹp, rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bịch táo khô như này, giá của nó sẽ nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên cho em là nho khô này, nho khô giá của nó sẽ là 90k nhá. Con này thì cân nặng của nó thì nó cũng vào khoảng là từ 6 đến 8 lạng nhá. Đấy, 6 đến 8 lạng. Đây, hàng thì của tập đoàn Samsung này. Đấy, của tập đoàn Samsung. Đó, giá thì rất hợp lý, chỉ có 90.000 cho một bịch nho khô như này thôi. Thì bên shop có nho khô táo khô thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái con máy mài dao nhá, máy mài dao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, và con này thì nó hàng này nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu cắm như này luôn. Các bác chỉ cần cắm vào bật công tắc lên là xong nhá. Cắm vào bật công tắc lên cho em là xong. Đó. Và có cả viên đá mài ở đây nữa. Giá thì sẽ là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Chuyên dùng để mài dao, mài dao, mài kéo rất là ok nhá. Đấy. Có cả phần mài dao, có phần mài kéo và các bác lắp vào là cái viên đá mài nó sẽ chạy nhá. Rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy mài dao nhá. Máy mài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con máy mài dao này thôi, 90k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là máy mài dao này, giá sẽ là 90k. Đó, máy mài dao. Máy mài dao giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy mài dao như này. Đây các bác này, đây nó sẽ là một con máy rất là xịn sò như này các bác này. Đấy. Đưa tránh cái lọc rác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó. Một cái thôi. Đấy, rất là tiện luôn, con này thì rất là thông minh, các bác có thể dùng để mình mài dao mài kéo rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con máy mài dao như này các bác này. Đấy. Các bác đưa vào mình liếc đi như này cho em là xong này. Đó, các bác theo. Đây. Rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn
đèn học chống cận nhá, giá sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Con này thì các bác có thể dùng để cho các em học bài này. Đấy, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và dòng này của nó, nó sẽ là cái dòng bằng pin nhá, chạy bằng pin. Đấy, tương đối là tiện ích luôn. Có cáp sạc nhá, chạy pin có cáp sạc này. Đấy, các bác bật lên này cho em này. Học bài, đọc sách này. Hoặc là khi mà mất điện thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước, nó rất là tiện luôn. Đó, đây, bác lắp cái này vào cho em này. Đó, rất là chắc chắn luôn. Đây, thì ở đây là công suất của nó là 10W này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, rất sáng luôn. Các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, rồi học bài này, có thể gập lên gập xuống được rất là tiện này. Các bác theo. Đó. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con đèn học chống cận như này thôi. Và chạy bằng pin, cảm biến này. Bật này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Thì công suất của nó là 10W. Các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước này, học bài, đọc sách, nói chung là đa di năng luôn. Cũng rất là tiện ích. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá, kèm một cái cáp sạc như này. Lên cho em là đèn học chống cận. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100.000 thôi. 100k cho con đèn học như này thôi. Thì con này các bác dùng rất là tiện ích luôn, mua cho các em nó học bài viết rất là tiện. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn học chống cận như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ rổ này. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá. Thì đây nó sẽ là một cái rổ như này, một cái rổ như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chậu và 3 rổ nhá. Đấy, combo sẽ là 3 chậu 3 rổ. Hàng thì nó sẽ là cái hàng nhựa của Song Long nhá. À, nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, nhựa của Việt Nhật, siêu mềm và rất là dẻo dai với nhá. Siêu mềm rất dẻo dai như này. Giá thì chỉ có 90.000 thôi, 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Các bác lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một bộ rổ vuông như này. Nhựa này của nó rất là dẻo dai luôn các bác này. Đây, rất dẻo dai luôn các bác theo. Đây. Đấy, dùng nó rất là đã này các bác này. Đấy, quấn vào cũng không việc gì luôn các bác theo. Rất dẻo dai nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi như này, 3 đôi như này, rổ kèm chậu như này, cứ 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi. Đấy, 90.000 cho 3 đôi như này thì nói chung nó cũng rất là tiện ích và giá hợp lý rồi. Đấy, chất nhựa của nó khỏi bàn luôn. Nhựa nguyên sinh, an toàn thực phẩm và sử dụng thì cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 90k trong cái bộ rổ vuông này thôi. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15.000. Các bác đặt vào cái chậu rửa bát đấy, nhà mình đấy, chậu rửa bát hoặc là các cái phần nào vừa cái này thì các bác đặt vào cho em. Giá sẽ là 15k nhá. Lên cho em là lọc rác inox này, lọc rác inox nhá. Lọc rác inox giá sẽ là 15k một chiếc như này nhá. 15k trong chiếc lọc rác inox như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn, nó rất là tiện ích. Đây các bác này, đấy, ví dụ như các bác dùng một cái lọc thường như này thì nó rất là bẩn nhá. Giống như cặn gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác, dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật. Chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Một món đồ không thể thiếu trong căn bếp của bạn. Nó thực sự dễ sử dụng hơn nhiều so với bàn cốc. Lỗ ban đầu nhỏ hơn, thoát nước rất chậm, dễ dàng tích tụ nước và lỗ của nó cũng tương đối lớn. Giống như cặn gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác, dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật. Chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Giới thiệu mọi người lọc rác bồn rửa bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắt một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship, hoan hỉ vui vẻ các bác nhá. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Hôm nay bên shop về cho các bác một số các cái mã vòng rất là hay và đẹp. Đây là đều là các loại vòng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, dùng cực kỳ là tốt luôn. Và nó sẽ có hai loại, đều là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Nó sẽ có là một loại là vòng trầm gỗ và một loại là vòng vàng. Đó thì đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mã vòng vàng này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vòng vàng. Thì đây nó sẽ là một con vòng như này. Ở đây nó sẽ có đính các cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi các bác đeo vào nhá thì vừa chức năng là trang trí này, vừa chức năng là trang trí rất là đẹp luôn. Đấy, đeo lên nó sẽ rước tay lên rất là nhiều, rất là đẹp nhá. Đó, tức là vừa là trang trí này, vừa giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn.
Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nha, vòng vàng. Ở đây thì nó sẽ có đính cho các bác các cái hạt nam châm như này, các cái hạt nam châm từ trường như này, thì khi mà các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là máu huyết lưu thông ổn định rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nhá, vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng này. Đó. Đây. Các bác lên cho em là vòng vàng nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k, đó 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là bằng gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm và cũng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Con này thì nó lại đựng trong cái hộp rất là xịn sò. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đây các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật. Các cái hạt trầm gỗ như này các bác có thể dùng để đeo tay này, đeo tay hoặc là mình có thể đeo trực tiếp vào cổ cũng được, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, thì lên mã giúp cho em đó là vòng trầm gỗ nhá. Đeo vào thì rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để đeo tay trang trí này. Đấy, để giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Nó sẽ có 108 hạt này, kèm cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp này. Đó, có thể đeo tay đeo cổ này. Mùi trầm tự nhiên rất là thơm. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu và rất là tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho, biếu tặng làm quà, rất tuyệt vời. Thì lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ, giá của nó sẽ là điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k nhá. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là vòng trầm gỗ, một mẫu là vòng vàng. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất 10 nhá. Tất 10 thì nó sẽ có loại là màu đen và màu có loại màu đen và màu trắng như này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi nhá, một vỉ này 10 đôi. Giá thì rất là hợp lý cho bác rồi. Giá chỉ có 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này thôi nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất 10 nhá, hàng của thương hiệu Nai này. Co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Đấy, co cầm cho anh cái tất này đây. Co giãn tất hộp đây. Co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Đấy, và dòng này thì bên em có hai màu. Màu đen và màu ghi nhá. À, màu đen và màu trắng. Đó, màu đen và màu trắng. Giá thì sẽ là các bác lên mã giúp cho em đó là tất 10 nhá. Đấy, tất vỉ 10 này, tất vỉ 10 nó sẽ có là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất vỉ 10 đen hoặc tất vỉ 10 trắng, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ như này. 90.000 cho một vỉ như này bao gồm là 10 đôi, 90.000 cho một vỉ 10 đôi các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu ghi. Đấy, có hai màu như này, màu đen và màu ghi nhá. Đấy. Dòng này của nó thì chỉ có 5 đôi thôi. Chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đó, chỉ có 5 đôi như này thôi. Và nó sẽ dài hơn cái tất 10 nhá, dài hơn cái tất 10. Nó sẽ dài hơn, cổ nó sẽ cao tầm khoảng là trên 10 cm. Thì các bác thích đi cái loại cổ ngắn hoặc cổ dài thì tùy theo các bác có thể lấy. Hàng thì đều là hàng co giãn 4 chiều nhá. Thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn và dùng thì cực kỳ là tiện ích. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho bác luôn. Chỉ có 80.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi nhá. Đấy, 80.000 trong hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, sẽ có màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi như này. Thì các bác lấy màu nào thì lấy nhá, lấy màu nào thì lấy cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5 này. Tất hộp 5. Đấy, có sẽ là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Chỉ có 5 đôi thôi các bác nhá. Đấy, tất hộp 5 đôi nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em, 5 đôi này, còn vỉ với là 10 đôi, xem kỹ cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái con dao dao chặt 1 cân nhá. Hàng thì sẽ là hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật. Hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện, chưa qua sử dụng, thanh lý siêu thị, nặng 1 kg, chặt cực kỳ là đầm tay và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây, em sẽ chặt thử cho bác xem nhá. Đây, chặt thử thực tế cho bác xem luôn này, đây nhá. Chặt sắt nhá, đây là sắt này, sắt này, chặt cho các bác xem nhá. Đó đây. Chặt sắt này các bác thấy không? Đây, đấy, chặt sắt không có hề hấn gì nhá. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn, không cong vênh sứt mẻ gì đây các bác này. Đấy. Chặt sắt này, rất là ngon luôn các bác này. Đó, thấy chưa? Các bác thấy không? Không hề cong vênh mứt mẻ gì. Các bác có thể dùng để chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, rồi nói chung là đa di năng và đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân.
giá chỉ có 230 cành, bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp tôi em nhé, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đơn thì em là giao chặt 1 cân nhá. Đấy, giao chặt 1 cân này. Giao chặt 1 kg, giá sẽ là 230k nhá. 230.000, bao ship đến tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái nhang trầm đốt nhá. Đấy, nhang trầm đốt thì đây nó sẽ là một cái dòng nhang trầm như này. Đấy, của nó sẽ có cho các bác là 50 vòng cuối năm đến nơi rồi. Các bác mua nhang trầm về mình vừa là đốt thư thái này, vừa là có thể là thắp hương cho các cụ cũng rất là ok. Đó thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm là hai vòng, một vỉ này là hai vòng nha các bác, tách cho chị em một vỉ này là hai vòng và nó có 50 vỉ. 50 vỉ nhân đôi thì nó sẽ là 100 vòng nhá. 50 vỉ nhân đôi nó sẽ là 100 vòng. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 40k thôi. 40.000 cho một 40.000 cho một thùng như này. Đấy, 40.000 cho một một hộp như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Nhang trầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên mã giúp cho em đó là nhang trầm đốt nhá. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm và dùng để đốt. Đấy, nhang trầm đốt. Giá sẽ là 40k nhá. 40k trên một một hộp như này. Một hộp này sẽ là 40k và bao gồm cho các bác là 100 vòng nhá. 100 vòng hàng nội địa của Nhật. Chất liệu của nó là trầm tự nhiên, rất là thơm nhá, hương trầm tự nhiên, thơm dịu nhẹ, dễ chịu, dùng cực kỳ là đã đời luôn. Đó, rất là thư thái nhá. Và các bác sử dụng thì thời gian cháy của nó là từ 2 đến 3 tiếng các bác nhá. Từ 2 đến 3 tiếng, có thể đến 4 tiếng tùy theo môi trường, nếu mà hiếm gió nhá. Ít gió thì nó cháy rất là lâu. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn wifi nhá. Con này sẽ bao gồm cho bác là một đèn và một cáp sạc như này. Hàng thì của Đức này, Made in Germany này. Con này thì em đã có cái video test ở ngoài giờ cho các bác xem rồi. Đấy, có thể điều khiển ngọt lên ngọt xuống như này. Hàng này thì cái thân này của nó sẽ là bằng hợp kim này. Hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đó, pha của nó thì rất là rọi và sáng luôn. Và con này ưu điểm của nó là có bật tắt cảm biến nhá. Đây, ở đây nó sẽ có hai cái mắt như này. Một cái mắt sáng và một cái mắt để tối này. Đấy, một cái mắt để điều khiển ánh sáng và một mắt để tắt. Đấy, tức là có hai cái mắt cảm biến như này các bạn này. Hai mắt cảm biến đây. Đấy, bật này, tắt này, bật tắt này, rất là tiện luôn. Đó, bật này, tắt này, bật tắt này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi. Giá chỉ có cho anh em các bác là 130.000 thôi, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi này, đèn wifi. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia gen co nhiệt nhá. Giá thì chỉ có 50 cành cho một con gen co nhiệt như này thôi. Thì đấy còn để test ấy. Không biết bên kia đang test chưa? Ừ, được rồi. Gen co nhiệt nhá. Ở đây thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu, 328 PCS này. Đấy, tức là 328 đầu. Ở đây thì nó sẽ có to, nhỏ, lớn, bé, mẹ con đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, từ 5 ly đến 0,1 ly. Đây, qua này. Đấy, các kích thước của nó đây. Thì các bác có thể dùng để trực tiếp để mình luồn vào dây điện, sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi cho em là xong. Đó, và giá chỉ có 50.000 thôi. 328 đầu, các bác mua một hộp này về dùng cho cả đời luôn nhá. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt này. Gen co nhiệt giá sẽ là 50k nhá. Đấy, gen co nhiệt 50k trên một hộp như này, bao gồm là 328 đầu, rất là tiện luôn. Tức là mình đấu dây điện và mình luồn qua, sau đó thì mình đốt là nó sẽ thu vào là xong có nhá. Gen co nhiệt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia kẹo chuột nhá. Con này thì hàng thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn rồi, bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì cực kỳ là nhạy luôn các bạn. Em bán rất là nhiều rồi. Cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, chuột to, chuột lớn, chuột nhỏ, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng các bác nhá. Đấy, chuột nhắt, chuột cống nhá, đều chết hết luôn. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có một cái nó là thuộc dạng thuốc sinh học và nó có một cái màu sắc rất là hấp dẫn luôn. Và khi con chuột nó đã ăn là nó kéo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn, chết cả họ luôn, chết cả dòng họ luôn các bác nhá. Đó, có những con chuột nó cách từ khoảng 10 15 cây số nó vẫn đến nó ăn các bác nhá. Đấy, cho nên là diệt được cả xóm cả làng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Đấy, kẹo chuột nhá. Đấy, lên cho em là kẹo chuột, giá sẽ là 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này. Dùng cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, màu vàng. Con này hàng của Thái Lan nhá, thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn và nó bán trên toàn cầu luôn. Hàng độc quyền của Thái Lan nhá, bán cực chạy luôn. Được. Chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mũ này, thì em lên cái mã của nó sẽ là mũ ông già nhá. Đấy, thì cái này nó gọi tên là như thế thôi chứ còn là ông già rồi người trung tuổi cũng đều đội được hết. Đấy, và rất là ngon lành các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khuy như này, thì các bác có thể là mình
đeo thì mình có thể mình thắt lên như này nhá, thắt lên như này đó, mình có thể thắt lên như này, hoặc là các bác thả xuống cũng được, thả xuống cũng được, để mình đội nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ một mũ thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái miếng khẩu trang như này các này, một cái miếng khẩu trang như này, thì để nhà các bác về nhà khi các bác đeo thì nó sẽ có thêm cho các bác cái khẩu trang này nữa, để các bác thắt vào đây cho em, đây thắt vào đây cho em này, đấy các bác thắt vào đây cho em, thì nó sẽ là một cái khẩu trang để giúp cho các bác che mặt đằng trước nhá. Đấy, mùa đông khi các bác đội này thì nó sẽ là vừa là che tai, vừa là che mồm che mũi cho bác luôn, che mồm che mũi luôn, rất là ngon này các bác này. Đó, thì nó sẽ có thêm một cái khẩu trang như này nữa. Thì các bác muốn đeo cả cái khẩu trang này thì đeo, mà không đeo thì thôi. Đấy, tùy theo. Và sản phẩm thì nó sẽ đi kèm như vậy rồi. Đây em sẽ đội thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con mũ. Đấy, em sẽ đội cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đây nhá. Đó. Đấy, bình thường thì các bác đeo vào nó sẽ có cả khẩu trang như này nữa thì siêu ấm luôn nhá, siêu ấm luôn. Và cái quai này thì các bác thắt vào đây cho em này. Đó là nó sẽ kín mít luôn nhá, kín mít luôn. Rất ấm các bác này. Đấy. Độ như này thì miền Bắc mà mùa đông lạnh thì các bác đội vào cho em thì thôi chấm hết luôn. Đấy, chấm hết luôn, quá đẹp luôn các bác này. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể bỏ cái khẩu trang này ra này. Bỏ khẩu trang này ra, sau đó thì mình thắt lên như này. Thắt lên như này thì mình đội như một cái mũ phốt bình thường nhá. Hoặc các bác có thể thả này xuống này. Mùa đông các bác đội siêu ấm luôn nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhung này. Đấy. Nó sẽ là dạng nhung lông như này. Thì các bác đội vào thì nó rất là êm và ấm luôn. Đấy, nó sẽ là nhung lông như này nhá. Đấy, bên trong này của nó cũng là trần nhung hết này. Rất êm và ấm luôn. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn, chỉ có 95.000 cho một cái mũ ông già như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, một mũ và kèm theo một khẩu trang. Bình thường thì các bác có thể đội bình thường như này. Đấy, các bác gấp hết lên thì mình sẽ đội như một cái mũ bình thường thôi. Đội như một cái mũ phớt bình thường. Giờ lạnh hoặc các bác đi ra ngoài thì mình sẽ thả cái phần quai này xuống. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già giá sẽ là 95k. Đó. Lên cho em đó là mũ ông già này. Đó. Mũ ông già. Giá sẽ là 95k nhá. 95k cho chiếc mũ ông già như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn một cái mẫu đèn pin mới này, bên shop mới về nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em cái đèn này, nó sẽ là đèn phễu này. Đấy, nó to và nó chỉ có một cái như cái đèn như cái phễu như này. Đấy, như một cái phễu như này thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu này. Đấy, con này thì cũng dùng để đeo đầu và nó có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu các bác nhá. Đó. Và con này thì sẽ có dây sạc cho các bác đây, dây sạc đây, và các bác có thể ngoắt nghéo như này rất là tiện luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có chế độ như này các bác này, có báo pin luôn, có báo pin các bác nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, có báo pin cho các bác luôn nhá. Rất là ngon lành, có quai đeo như này, có quai đeo như này các bác đeo vào cho em. Đó. Con này thì pha của nó cũng khá là giỏi luôn nhá. Pha của nó khá là giỏi luôn. Đó, và rất tiện ích. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn phễu như này. Các bác lên cho em đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là giá siêu tốt cho bác luôn, 95.000 thôi. 95.000 cho một con đèn phễu như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên tên cho em là đèn phễu. Giá của nó sẽ là 95k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đó. Đèn phễu này. Giá của nó sẽ là 95k. Đấy, con này dùng để các bác đeo đầu rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nến đỏ nhá. Nến đỏ các bác chỉ cần là bật cái công tắc này là nó sẽ lên thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên cho em là nến đỏ. Giá sẽ là 40.000 cho một cây nến như này. 40-45. 40.000 cho một cây nến như này các bác nhá. Đấy. Nó là một cái dạng là bằng chạy bằng pin, chạy bằng pin và nó có cái độ nhấp nháy như này. Nó như một cây nến thật luôn nhá, như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45k cho một cây nến đỏ như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là nến đỏ. Nến đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Đó, thì con này rất là tiện ích luôn. Đó. 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Hàng thì rất đẹp các bác này, về nhà các bác có thể là đề co trang trí này, hoặc là các bác dùng để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và nó sử dụng cái pin cúc áo nhá. Rất là dễ mua thôi, cái pin này các bác ra hiệu sách hết, các bác ra hiệu sách mua cho em 5.000 ba viên. Đó, rất là tiện ích để về mình thay tháo. Lên cho em là đèn đỏ nhá. À, nến đỏ nhá. Lên cho em là nến đỏ này. Nến đỏ, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một cây nến đỏ như này. Giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ hút nước rửa bát nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vòi hút như này, một đầu vòi hút như này. Đó. Kèm thêm ống dẫn này.
ống dẫn rồi dây dạ đầy đủ cho các bác luôn, có cả nắp xoáy vào các cái đầu can luôn nhá. Đấy, giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này nhá, 70k lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 thôi, giá cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát nhá, hút rửa bát này, hút rửa bát giá sẽ là 70k cho một bộ như này, hàng bằng inox cực kỳ chất lượng xịn sò luôn các bác này. Bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cho cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra cái vòi này cũng làm từ thép không tỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sẵn rất là tiện luôn. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa này nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, rồi về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Như thế này, lấy nước rửa bát đã đủ xịn sò chưa? Tên nó là cái gì đây? Bình thường, tên các bạn lấy nước rửa bát như thế này để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò. Rất tiện luôn, lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này. 70.000 cho cái hút rửa bát như này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Cái này thì các bác có thể là cọ bàn ghế này, cầu thang này, rồi nói chung là các cái vị trí mà sản phẩm bằng gỗ hoặc là các cái nền nhà khe khẽ đều cọ được hết nhá. Thì em lên cho các bác là chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Thì đây, ví dụ như cái phần bàn ghế này, rồi ban thờ này, rồi nói chung là ở đâu cũng được, nó là một cái dòng chổi như này. Thì em lên tên là chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác về các bác kỳ cọ bàn ghế rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó, chổi cọ bàn ghế này. Chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, phần lông của nó thì chiều dài khoảng là gần 20cm và cái chiều rộng này khoảng 5cm. Rất là nhiều lông bằng cước như này. Thì khi các bác kỳ cọ nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, các bác đánh cọ bàn ghế rồi trên các cái khu vực như là rất là nhiều nơi, các bác vệ sinh như cho em, rất là tiện. Đấy, chỗ nào cần thì các bác cọ cho em nhá. Đấy, thì em lên tên nó là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35 cành cho một chiếc như này. Hàng cực kỳ cao cấp luôn, nội địa của Nhật các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì gần 30 nhá. Đấy, các bác chuyên để dùng thì mình để các cái phần ghế này, các bác ngồi mình ngồi cho nó êm đấy. Đấy thì con này nó sẽ là dạng dệt 5D theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác ngồi này, ngồi xuống thì nó rất là mềm nhá. Các bác có thể để cả quả trứng ngồi lên cũng không vỡ đâu. Đó, rất là tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 80.000 à? 80.000 cho một cái đệm ghế như này, rất tiện ích luôn. Đấy, và đây nó sẽ là một cái dạng vải thoáng khí nhá. Khi các bác ngồi vào thì nó rất là êm và thoáng khí này. Bên dưới thì có một lớp cao su non này và bên trên thì nó sẽ là một cái dòng vải dệt thoáng khí, các bác ngồi thì nó rất là êm ái và thoáng khí cho các bác, rất là tiện ích luôn. Và con này thì giá thì chỉ có 80k thôi, rất là tiện dụng thôi nhá, rất tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế giá sẽ là 80.000 đó. Đệm ghế giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Đấy, em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, rất là mềm luôn nhá, cho cả trứng ngồi lên cũng không việc gì nhá. Đấy các bác theo, rất là ok luôn. Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đây là cái nệm 3D thoáng khí, chất liệu của nó được làm từ silicon với thiết kế hai lớp dàn tổ ong, mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông, độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được, ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào, người ta thử một trái nhưng mà kiên quyết ba trái luôn, cũng sợ nó bể lắm nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nệm 3D thoáng khí này là một cái nệm 3D thoáng khí đời đầu. Mẫu cũ này thì có một lớp thôi. So sánh thử thì Kiên thấy mẫu mới này nó đàn hồi tốt hơn và có độ dày đều hơn. Tóm lại thì Kiên thấy cái nệm 3D này dùng khá là ổn, êm ái cặp mông.
Đấy, rất là ngon lành nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Rồi, ngân hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng xanh nhá. Giá thì sẽ là 20.000 cho một típ như này. Đấy, keo đa năng xanh. Đấy, giá sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn. Dính trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt. Một lọ này của nó thì nó sẽ được là 60g nhá, 60g. Lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20k một típ và 50.000 cho 3 típ nhá. Keo đa năng xanh. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về giá. Đó, giá thì chỉ có 20.000 cho một típ thôi nhá. Và 50.000 ba típ. Mã tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tam đồng nhá. Các bác lên cho em là hộp tam bằng đồng như này. Đó, hộp tam bằng đồng rất là đẹp luôn. Cái này thì chính thức của nó thì gọi tên là hộp tam đồng thôi. Nhưng mà nó là thuộc dạng là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một hộp tam đồng như này. Đó. Các bác về các bác chỉ cần là cho tam ở đây cho em là xong. Cho tam ở đây. Đấy, khi nào dùng thì mình ấn thì nó sẽ đẩy lên. Đấy, bỏ xuống thì nó sẽ là đẩy xuống. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho một hộp tam đồng như này nhá. Hộp tam đồng giá sẽ là 95k một hộp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia sạc. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đây sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này. Đấy, một củ một dây như này. Hàng thương hiệu iPhone, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, iPhone. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó thì con này các bác có thể dùng để mình sạc cho chuyên sạc cho điện thoại iPhone. Siêu tiện ích luôn này các bác này. Đấy, cảm ơn đây chưa. Đó, chuyên sạc cho điện thoại iPhone nhá. Đó, hàng của thương hiệu iPhone rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đựng trong một cái hộp rất chất lượng như này. Hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, công suất của nó là 20W. Đấy, đây. Đây các bác này. Đấy. Công suất của nó là 20W nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, nó lẫn lộn ấy, tách nó ra. Đấy. Hàng made in Japan nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần bật này lên là nó sẽ lên đèn sáng này, rất đẹp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp luôn. Lô này về bên shop về cho các bác một cái màu đỏ đậm cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì các bác có thể dùng để decor trang trí này, để trên ban thờ các thứ này, đều rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con đèn mang sông này là 120.000 các bác nhá. Đấy, giá đợt này về giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, có công tắc này. Con này thì vừa là đóng ngắt vừa là chiết áp luôn, tăng giảm áp lực nhá. Đấy, đây các bác này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quả pin như này, pin 18650 nhá. Và kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Rất là tiện ích luôn, bật lên này. Có điều chỉnh chiết áp sáng tối, dùng để ăn cơm, ăn nước, để co trang trí ban thờ, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Đấy, ngoài ban công, ngoài hiên rồi nói chung là để đâu cũng được, rất hợp lý thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 nhá, 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Đèn mang sông này. Đèn mang sông, giá của nó sẽ là 120k nhá. Trước đang bán 130 về cho bác giá 120 luôn. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khăn mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt của Hàn Quốc. Cái dòng này thì rất là tiện, các bác thì dùng để mình rửa mặt rồi vệ sinh cũng được hết nhá. Vệ sinh lau chùi bàn ghế bát đĩa đều được hết, thì các bác mua về mình sử dụng đa chức năng luôn. Thì mua cả dây này cho em cho nó rẻ. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, một bịch này là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 một bịch như này và bán cho 20.000 ba chiếc. Hàng siêu dày dẫn luôn, siêu dày dẫn chắc chắn rất là ngon lành nhá. Và sẽ có cho các bác kích thước là chiều dài sẽ là 50 và chiều rộng là 30. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Và có đủ màu cho các bác luôn. Đó thì hàng của Hàn Quốc như này rất là chất lượng nhá. Đó. 20.000 ba chiếc. Giá bên shop bán cho bác sẽ là 20k trên bằng 3 cái nhá. Và 60k trên 10 cái. 60k là bằng một bịch như này là 10 cái nhá. Đấy, một bịch này 10 cái luôn. Giá sẽ là 60.000 cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bông lúa vàng nhá. Các bác lên theo là bông lúa vàng. Đấy thì một bó như này bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 8 10 à. 2 4 6 8 10. Một bó này sẽ là 10 cành nhá. Lên cho em là bó lúa vàng, một bó này là 10 cành. Giá thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một bó lúa vàng như này. Đó. Đây thì ở đây nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 9 10. Rất là đẹp luôn. Màu thì màu vàng như này. Và các bác có thể là cắm vào thành bó này, hoặc là các bác có thể là cắm giải ra thành hàng được. Tại vì mỗi cái dây này của nó thì nó sẽ khoảng cách là khoảng 2-30 phân gì đấy. Thì nó sẽ có cái dây giãn ra như này. Thì các bác có thể cắm tách ra hoặc là cắm thành một bó để trên ban thờ này, phòng ban thờ, rồi trang trí decor cũng rất là đẹp luôn. Đó, sân vườn, trang trí sân vườn, ban thờ, ban thần tài nhá. Lên cho em là bông lúa vàng, giá sẽ là 140.000 cho một bó như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khò gà trắng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khò gà như này các bác này. Đấy, lên cho em là khò gà trắng, giá sẽ là bao nhiêu nhỉ, 50.000 này. 50.000 cho một con khò gà trắng như này nhá. Giá sẽ là 50k. Con này thì các bác dùng để mình khò gà rồi mình làm công nghiệp, hoặc là thui chân giò các thứ thì cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái khò gà như này, giá chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Lên cho em là khò gà trắng, giá sẽ là 50k nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Lấy ghim bấm nó vào. Có ghim chưa? Bộ lưỡi kem thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi. 30 chiếc lưỡi nhá. Đấy, 30 chiếc lưỡi như này. Ở đây thì một vỉ này là 3 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi như này. 30 lưỡi lưỡi kép nhá, gồm 2 lưỡi như này. Đấy, gồm 2 lưỡi kép này. 2 lưỡi kép và một vỉ của nó là 30 nhân với lại 10 là 30 chiếc này. 3 x 10 là 30 này. Một bàn cạo này và một lọ kem như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp kem đó là bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá cực rẻ luôn. Được 30 lưỡi liền, lại cả bàn cạo các thứ đầy đủ. Mua một lần các bác dùng cho cả năm luôn thôi nhá. Mua một lần dùng kem cả năm luôn, rất tiện ích. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng giấy có sẵn xà bông rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lấy ra là mình lau thôi. Đây, bóc con này cho em này. Đó, và nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông thì biết hết rồi nhá. Có sẵn nước và xà bông như này. Đấy, ví dụ như là giày dép các bác này. Đấy, giày dép các bác đang bị bẩn này, các bác lau đi cho em. Đấy, lau đi cho em. Đấy. Cái xà bông nó sẽ thấm vào và nó sẽ sạch luôn nhá. Thì các bác không cần phải dùng qua giặt nữa. Mình giặt thì nó sẽ hỏng giày hỏng dép, nhưng mà mình chỉ cần lau đi nha chị em. Lau đi sau đó thì các bác để là nó khô là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Sáng bóng luôn, nó rất là tiện ích. Đấy.
ví dụ như cái này các bác lau đi này, đấy, lau đi là nó sẽ hết luôn nhá, lau đi nó sẽ hết luôn, đây nó tẩy cái mực ra này các bác này, đấy, lau đi các bác cứ lau đi là nó sẽ hết luôn, đấy nó tẩy cái mực ra như này. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá, giấy lau giày, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này, 20.000 bịch như này, và mua thì sẽ là 50.000 ba bịch nhá, 20k trên bịch như này và 50k trên ba bịch nhá, 50.000 trên ba đó. Được, ok.